Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 105. Tiêu Phàm hoàn toàn không có để ý tới Phó Tam Đao, thần sắc lấp lóe không yên, hắn đang tiêu hóa Phó Tam Đao khổng lồ ký ức, không hổ là cổ thần cảnh cường giả, số lớn tin tức, bỏ ra Tiêu Phàm nửa chén trà nhỏ thời gian mới tiêu hóa xong toàn bộ. Hô, Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không có để ý tới bản thân, càng là ở vào trạng thái thất thần. Hắn đột nhiên dùng hết toàn lực đứng dậy, lắc mình một cái, bàn tay hóa đao, hướng về Tiêu Phàm mi tâm chém tới. Nhưng mà sau một khắc, Phó Tam Đao con người run rẩy kịch liệt, đều là vẻ khó tin, hắn bàn tay, ở cách Tiêu Phàm mi tâm một tấc cự ly ngừng lại. Sao, làm sao sẽ? Phó Tam Đao từ trong kẽ răng gạt ra một câu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hiện tại mạng ngươi, nắm giữ tại trong tay của ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe qua một đạo sắc bén ánh sáng. Phó Tam Đao linh hồn chi lực cố nhiên so Tiêu Phàm cường đại, nhưng chỉ cần bị thi triển chủng ma chi thuật, cho dù lại cường đại linh hồn, cũng sẽ bị Tiêu Phàm tùy tiện khống chế. Tiêu Phàm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nắm giữ Phó Tam Đao sinh tử, chỗ nào có thể đến phiên hắn tới giết bản thân. Phó Tam Đao toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng chảy máu. Hắn chỉ cảm thấy bản thân thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như bị người khác thao túng một dạng. Không có khả năng, ta làm sao có thể bị ngươi khống chế? Phó Tam Đao vẫn như cũ không tin. Đập, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, Phó Tam Đao cái kia gãy xương tay đột nhiên nhẫn thụ lấy cường đại thống khổ giơ lên, hung hăng quất vào bản thân trên mặt. Đùng đùng từng tiếng giòn vang truyền ra, Phó Tam Đao dùng hết toàn lực tại quất chính mình tát tai. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, còn kẹp theo mấy khỏa răng máu. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, Phó Tam Đao rốt cục ngừng lại, thân thể ngã xuống đất, cũng không còn bất luận cái gì khí lực. Chỉ có cái kia mang huyết con ngươi tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tựa như lại nhìn một cái ma quỷ một dạng. Hiện tại ngươi tin tưởng, Tiêu Phàm đứng chắp tay, quan sát trên mặt đất Phó Tam Đao. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Phó Tam Đao từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn cũng đã không phải đệ nhất lần bị người xưng hô như vậy, sớm đã thành thói quen cái tên này. Nhìn đến ngươi còn không có nhận rõ ràng bản thân tình cảnh. Tiêu Phàm mỉm cười, trên người tản ra một cỗ yếu ớt khí tức, nói, vậy liền tiếp tục phiến đi, phiến đến ngươi nhận rõ ràng bản thân tình cảnh mới thôi. Phó Tam Đao nghe vậy. Nơi nào còn dám dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, vội vàng nói ta nguyện ý thần phục ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi cố gắng giúp ta làm việc, tương lai ngày nào đó ta nếu là cao hứng, liền giải trừ đối với ngươi khống chế. Vâng, Phó Tam Đao vội vàng đáp, trong lòng lại bổ sung một câu, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định phải đem ngươi lột da chóc thịt. Chờ ngươi khôi phục thực lực, muốn đem ta lột da chóc thịt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hai đạo sát cơ bắn ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Tam Đao lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi làm sao biết rõ ta đang suy nghĩ gì? Phó Tam Đao lần này là phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Vừa mới cái kia chỉ là bản thân ý nghĩ à, hắn là làm sao biết rõ? Chẳng lẽ hắn có thể bắt được ta suy nghĩ? Ngươi không nên hoài nghi. Ngươi trong lòng suy nghĩ, ta đều rõ ràng, dù là cách xa nhau hơn vạn bên trong, ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Mới vừa rồi là cuối cùng một lần, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, bây giờ còn có thể thử xem. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Tại Phó Tam Đao trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian, hắn cũng đã 10 phần khó chịu, Phó Tam Đao lại một lần khiêu chiến Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhịn không được giết hắn. Phó Tam Đao lần này không dám suy nghĩ lung tung, cũng không dám lại có bất kỳ tạp niệm nào. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nói, ngươi vừa mới có một câu lại nói không sai, ngươi còn sống so chết rồi đối ta hữu dụng, nếu không nói, ta không tất hiếu cùng ngươi như thế nhiều nói nhảm. Là, chủ nhân, Phó Tam Đao không khỏi rụt rụt cổ, hậm hực nói. Gọi ta công tử, hoặc là thiếu chủ đi, ta không thích chủ nhân xưng hô thế này. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại nói ta không giết ngươi, cho ngươi một cái mang công tha tội cơ hội, ta nghĩ, sau một tháng, ngươi hẳn là biết phải làm sao a.
Biết rõ, Phó Tam Đao nơi nào còn dám do dự. Tiêu Phàm trong miệng cái gọi là sau một tháng, tự nhiên là hắn cùng với Âm Nguyên lão tổ ước định, hai người mưu đồ làm sao diệt Tiêu Phàm. Bất quá bây giờ nhìn đến, Phó Tam Đao là tuyệt đối không dám đối phó Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không buông tha Âm Nguyên lão tổ, kể từ đó, Âm Nguyên lão tổ khả năng liền xui xẻo. Thậm chí, không may khả năng không chỉ Âm Nguyên lão tổ, còn có toàn bộ Thiên Âm Tông. Nếu biết, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm đưa tay đem Phó Tam Đao thụ thương càn khôn giới lấy xuống, cái này có thể so sánh Chiến Hồn Đại Lục hồn giới muốn cao cấp rất nhiều, bên trong không gian cực lớn, hơn nữa cũng chỉ cần nhỏ máu luyện hóa liền có thể. Phó Tam Đao lòng đang rỉ máu, chuyến này Chiến Hồn Đại Lục chuyến đi, chẳng những không có đạt được Thiên Mộ Thần Hoa, mà lại còn bị mất bản thân suốt đời cất giữ. Nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ có thể trước tiên giải trừ cùng càn khôn giới ở giữa liên hệ. Coi như tương đối bên trên nói, Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, đem càn khôn giới đợi tại trên tay, tiện tay ném cho Phó Tam Đao mấy cái đan dược, nhường hắn khôi phục thương thế. Đối với Phó Tam Đao, Tiêu Phàm căn bản không có lưu tình chút nào, không có giết chết hắn, là Tiêu Phàm không nghĩ hắn chết thống khoái như vậy. Phó Tam Đao nuốt vào mấy cái đan dược, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, chốc lát thời gian liền khôi phục hành động. Công tử, nhỏ cáo từ, Phó Tam Đao cắn răng nói. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh kêu lên, chờ. Phó Tam Đao nghe vậy, cơ thể hơi run lên, hít sâu một cái cung kính nói, công tử, còn có chuyện gì? Nói cho ngươi tin tức Tiếu Thương Sinh, một tháng sau, ta hy vọng ngươi nghĩ tận tất cả biện pháp liền đem hắn mang tới. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Tiếu Thương Sinh thế nhưng là tất cả sự tình kẻ cầm đầu, cừu hận này, dù là Tiêu Phàm đi tới thượng giới, cũng đồng dạng sẽ không quên. Chủ yếu nhất là, Tiếu Thương Sinh thủy chung là một cái tai họa ngầm, Tiêu Phàm không nghĩ mặc cho hắn trưởng thành, đây cũng là Tiêu Phàm không có lập tức giết chết Phó Tam Đao nguyên nhân một trong. Tiếu Thương Sinh, phải chết, là, công tử, Phó Tam Đao gật gật đầu, trong lòng chỉ có thể thầm than Tiếu Thương Sinh không may, kiến thức Tiêu Phàm kinh khủng đằng sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, về phần sau đó như thế nào, vậy liền không biết. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, liền tựa như đang đuổi con ruồi một dạng. Phó Tam Đao hơi hơi thi lễ, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng về chân trời bay đi. Điện chủ, người liền dạng này nhường Phó Tam Đao rời đi. Nếu như quay đầu, sau một lát, Thần Thiên Nghiêu ba người đi tới, lo lắng nói ra. Yên tâm đi, ta trong lòng không nhiều. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tay phải nâng cầm lên, một tháng sau, có lẽ còn có một trận trò hay a. Trò hay, Thần Thiên Nghiêu ba người nghi hoặc không hiểu. Tiêu Phàm lại không dự định tiếp tục dây dưa cái đề tài này, ánh mắt đột nhiên tại chuyển hướng Hàn Lê, nói, Hàn Lê, ngươi trưởng khống phi kiếm môn cần bao lâu thời gian? Hàn Lê không biết Tiêu Phàm tại sao đột nhiên sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút nói, phi kiếm môn bây giờ không có cổ thần cường giả, thuộc hạ 3 ngày đủ để. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian, nhưng bọn họ phối hợp ngươi, thuận tiện đem Hoa Tình Cốc, Thanh Nham Bộ Lạc, Hắc Giao Bộ Lạc cùng Lưu Vân Tông thu phục. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Phất tay, tại chỗ lại xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh, đều là phi kiếm môn thiên thần cảnh cường giả. Thu phục bọn họ ngược lại không có vấn đề quá lớn, chỉ là điện chủ muốn thành lập thế lực nói, nhất định phải lấy được U Vân Phủ tán thành. Hàn Lê lo lắng nói. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, phụ cận thế lực cũng sẽ không thừa nhận, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ tìm đến phiền phức. Bản điện chủ không sợ bọn họ tìm phiền toái. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia lãnh quang, lạnh giọng nói, tìm đến phiền phức, vậy cũng không cần rời đi. Sau 7 ngày, một tòa chu vi vạn dặm rộng lớn thành trì liền tọa lạc tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, không thể không nói Nhạc nhân tộc tạo thành tốc độ nhanh chóng, xa không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh. Thành trì bên trong, từng tòa rộng lớn cung điện đứng thẳng, đặc biệt nhất là, thành trì trung ương nhất, tọa lạc một tòa đạt đến vạn trượng sơn phong. Tu La Điện biến tọa lạc tại cự nhạc phía trên, quan sát toàn bộ thành trì, giống như thành trì định hải thần châm. Tiêu Phàm đem này cự phong tên là Tu La Phong, tại cự nhạc bốn phía, còn tọa lạc 10 tòa 5.000 trượng sơn phong, giống như từng chuôi trường kiếm cắm ngược mây xanh, khí thế nguy nga, hùng hồn. Cái này 10 tòa sơn phong,
phân biệt đối ứng Thập Đại Diêm La Điện, Thập Đại Diêm La Điện đem Tu La Điện bảo vệ tại trung ương nhất. Cũng đừng xem thường những cái này sơn phong bố trí, Tiêu Phàm thế nhưng là đem bản thân tại trên trận pháp tạo nghệ toàn bộ đều sáp nhập vào trong đó, một khi mở ra hộ thành đại trận, cho dù cổ thần, cũng đừng hòng tùy tiện đánh vỡ. 7 ngày thời gian, có thể sơ bộ thành lập một tòa như thế rộng lớn thành trì, Nhạc Nhân tộc thế nhưng là bỏ ra không ít thời gian và tâm tư, cơ hồ là trắng đêm không ngớt, lấy đại thần thông thủ đoạn mới hoàn thành tất cả những thứ này. Bất quá, cự ly chân chính hoàn thiện, vẫn là cần nhất định thời gian tinh điêu tế trác. Chỉ là, bây giờ Tu La Điện chỉ có quy mô của nó, lại nhìn không đến bao nhiêu bóng người, chỉ có một chút chỗ bí mật, lờ mờ ẩn giấu đi một chút tu sĩ. Về phần thông hướng chiến hồn đại lục tinh không cổ lộ nhập khẩu, cũng đã tại 6 ngày trước đó triệt để khép kín, Tu La Điện tu sĩ muốn trở lại chiến hồn đại lục, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Thái cổ thần giới không gian bích lũy, có thể so sánh chiến hồn đại lục muốn cường đại hơn nhiều, cho dù cổ thần cảnh cường giả cũng không có khả năng xé rách hư không. Giờ phút này, Tu La Phong đỉnh, tọa lạc một tòa đen kịt cung điện phía trên treo một khối mạ vàng bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ viết 3 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Tu La Điện. Này điện cũng không phải Tiêu Phàm cố ý nhường Nhạc Nhất Sơn chế tạo, mà là chiến hồn đại lục lúc đầu Tu La Điện tất cả, Tiêu Phàm chỉ là đem nó từ Tu La Bí Cảnh bên trong rời đi ra. Về phần Tu La Bí Cảnh, Tiêu Phàm đã đem hắn sáp nhập vào tiểu thiên địa bên trong. Tu La Điện bên trong, ngồi một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Nhìn đến, muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, không có cơ duyên nói, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mấy ngày nay thời gian, Tiêu Phàm thử nghiệm đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng đều là thất bại. Hắn mặc dù cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn quả thực là không cách nào phóng ra một bước này. Đột phá thiên thần cảnh đằng sau. Muốn tiếp tục làm ra càng lớn đột phá, không chỉ có cần tích lũy, còn cần cơ duyên và thiên phú. Tiêu Phàm tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, từ chiến thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến bây giờ thiên thần cảnh hậu kỳ, đã coi như là 10 phần biến thái. Nếu không cách nào đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng không có lãng phí thời gian, mấy ngày nay hắn đem tự thân lĩnh ngộ thần thông cùng có thể thi triển thủ đoạn chỉnh sửa lại một cái. Trước đó vẫn không có thời gian. Thẳng đến hiện tại, hắn mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Đột phá thiên thần cảnh, bình thường chia làm thể tu cùng thể tu tu luyện nhục thân tu luyện linh hồn, mà ta lại hai loại đồng thời tu luyện, ta thực lực mặc dù không yếu, nhưng nhiều mà không tinh. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, nguyên một đám ý nghĩ từ trong đầu hắn giá trị lướt qua. Xem như thể tu, Tiêu Phàm bây giờ công kích thủ đoạn không nhiều, chỉ có số ít mấy loại có thể cầm được xuất thủ. Thần thông ngự, sinh tử thế giới cùng tê lôi thủ. Trong đó, sinh tử thế giới chính là sinh tử hoàng tuyền lộ tiến hóa mà đến, tiến giai trở thành nhất kiếm sinh thế giới, cùng thần thông ngự thuộc về quần thể công kích. Mà tê lôi thủ lại là đơn thể công kích, nhưng Tiêu Phàm tự tin, bằng vào chiêu này, dù là đối mặt thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí cổ thần tiền kỳ tu sĩ hắn cũng vui mừng không sợ. Bởi vì hắn tu luyện thân pháp Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã đạt đến đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới, tốc độ đã coi như là thiên thần cảnh bên trong cấp cao nhất. Đáng tiếc, từ khi Tu La Thần thể thuế biến thành vì vô tận chiến thể, hắn Tu La Thần dực không có, cũng liền không cách nào thi triển, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Nếu không nói, bằng vào tốc độ, Tiêu Phàm tại thiên thần cảnh bên trong liền đã đứng ở thế bất bại. Bất quá Tiêu Phàm cũng không hối hận, hắn vô tận chiến thể có thể so sánh Tu La Thần thể muốn cường đại nhiều lắm, đây cũng là hắn trước đó có thể một quyền đánh bay Dạ Cửu U nguyên nhân một trong. Trải qua lôi điện rèn luyện, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân, tuyệt đối không kém gì cổ thần tiền kỳ, thậm chí còn muốn càng mạnh. Chỉ là vô tận chiến thể thần thông lực lượng còn không có đào móc đi ra, một khi thức tỉnh vô tận chiến thể thần thông lực lượng, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối đạt đến biến thái cấp độ. Về phần linh hồn công kích, có thể cầm được xuất thủ chỉ có thần long ngâm, liền Tu La Tam Kiếm đệ tam kiếm diệt thần uy lực cũng có hạn, đối mặt thiên thần cảnh cơ bản đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặt khác, thần binh phương diện, Tiêu Phàm nắm giữ thần binh ngược lại không ít, Tu La Kiếm, Đồ Lục Đao,
Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Luyện Tâm Tháp, cùng Thông Thiên Thần Huyết Đài. Ngoại trừ Từ Minh Yểm trong tay đoạt tới Thông Thiên Thần Huyết Đài là pháp bảo bên ngoài, Tu La Kiếm cùng Đồ Lục Đao miễn cưỡng đạt đến pháp bảo cấp bậc, nhưng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Luyện Tâm Tháp nhưng như cũ chỉ là đỉnh cấp thần binh mà thôi. Muốn trở thành pháp bảo, nhất định phải ẩn chứa một tia pháp tắc thuộc tính, đồng dạng có hai loại phương pháp có thể làm cho thần binh trở thành pháp bảo, một loại là thần binh linh trí tự động tiến hóa, lĩnh ngộ một tia pháp tắc thuộc tính. Một loại khác phương pháp, liền là tìm luyện khí sư luyện chế, đi đến pháp bảo cấp độ, khả năng liền không chỉ có chỉ là rèn đúc đơn giản như vậy, cho nên chú tạo sư cũng xưng là luyện khí sư. Đáng tiếc, tại thái cổ thần giới, vô luận là luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư đều là 10 phần hy hữu, nếu không nói, pháp bảo cũng không có khả năng quý giá như thế. Ngoại trừ những cái này thần thông thủ đoạn bên ngoài, Tiêu Phàm còn nắm giữ cường đại đồng thuật, vô luận là tu la luyện ngục, hay là cái kia hung mắt, đều thập phần cường đại. Đương nhiên, hai loại đồng thuật, cùng loại thứ ba đồng thuật nghịch loạn so sánh, lại là xa xa không bằng, nghịch loạn đồng thuật thế nhưng là Tiêu Phàm một đại át chủ bài một trong. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển nghịch loạn đồng thuật, mỗi một lần thi triển đối với hắn con mắt đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Càng nghĩ, Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, cái thế giới này, hay là thực lực vi tôn, ta lĩnh ngộ thần thông thủ đoạn vẫn là quá ít. Không nói cùng những cái kia thế lực chủ so sánh, liền là cùng thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cửu bọn họ so sánh, Tiêu Phàm thủ đoạn đều lộ ra giật gấu vá vai. Còn có hơn 20 ngày thời gian, tu luyện một hai loại thần thông thủ đoạn hẳn không có quá nhiều vấn đề, mặt khác, hoặc là có thể thuận tiện đem Thái Huyền Thần Du bộ tu luyện tới đệ tam trọng thần du cảnh giới. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt chìm vào tu la truyền thừa lên, số lớn tin tức từ trong đầu hắn loại bỏ, bên trong thiên thư cùng cổ kinh đều có không ít, lại càng không cần phải nói thần thông. Lưu quang thủ, nhanh như lưu quang. Không thể bắt, tu luyện tới cực hạn, có thể chạm đến thời gian pháp tắc. Vạn kiếp thiên hỏa, nắm giữ thiên hỏa người, có thể thử nghiệm tu luyện, một khi đại thành, cổ thần cảnh cũng không chịu nổi thiên hỏa đốt luyện. Lôi động cửu thiên, có thể điều động thiên địa lôi điện, uy lực vô tận, lôi thuộc tính thể chất thích hợp. Mỗi loại thần thông thủ đoạn từ Tiêu Phàm trong đầu loại bỏ, so với hậu thiên thần thông, cố nhiên vẫn là tiên thiên thần thông mạnh hơn nhiều. Nhưng là, tiên thiên thần thông là cần cơ duyên mới có thể thức tỉnh. Không giống hậu thiên thần thông, liền cùng trước kia chiến kỹ không sai biệt lắm, có thể tu luyện cùng lĩnh ngộ, bất quá uy lực cùng chiến kỹ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi sau nửa ngày. Tiêu Phàm đem đại bộ phận thần thông thủ đoạn đều thấy một lần, lông mày không khỏi khóa chặt lên, bởi vì cũng không có tìm tới hắn muốn. Nếu như cuối cùng mấy loại thần thông đều không có hắn thích hợp hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chọn hai loại bình thường thần thông tu luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiếp tục xem cuối cùng mấy loại thần thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là, Tiêu Phàm vừa mới chìm vào tu la truyền thừa bên trong, đột nhiên, hắn ánh mắt hơi hơi sáng lên, dường như thấy được hết sức ngạc nhiên sự tình đồng dạng, trên mặt cũng rốt cục hiện lên tiếu dung. Trích tinh thủ, địa giai thần thông. Lấy tinh thần chi lực hòa vào bàn tay, ngày đêm ma luyện tu luyện mà thành, tu luyện đến đại thành, có thể trích tinh trục nguyệt, tốc độ cực nhanh, uy lực vô tận. Tiêu Phàm trong miệng ngâm khẽ lấy. Sau đó lại đem trích tinh thủ có quan hệ ưu điểm cùng khuyết điểm nhìn một lần, tu la truyền thừa bên trong đều có 10 phần cặn kẽ ghi chép. Tốc độ còn có thể, uy lực cũng coi như không có trở ngại, đối tự thân gông cùng xiềng xích tương đối ít, liền loại này, đáng tiếc. Muốn lĩnh ngộ tiên thiên thần thông rất khó khăn, bằng không, cũng không tất yếu tu luyện hậu thiên thần thông. Tiêu Phàm hít khẩu khí nói. Nếu như nhường những người khác nghe nói như thế, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Tiên thiên thần thông là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ à, đó là thức tỉnh tốt ha. Tức chính là hậu thiên thần thông, đó cũng là một chút đại năng giả, tại tiên thiên thần thông phía trên tiến hành cải tạo mà thành, nếu không nói, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy hậu thiên thần thông. Tìm nửa ngày, rốt cục tìm được một loại tương đối hài lòng thần thông thủ đoạn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không từ bỏ, chuẩn bị tu luyện một phen. Công tử, thành trì tạo tốt. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, lại là Nhạc Nhất Sơn cung kính đứng ở đại điện bên ngoài. A,
Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, đứng người lên lui tới cung điện đi ra ngoài. Giờ phút này, cửa ra vào cũng đã tụ tập không ít bóng người, nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, tất cả mọi người cung bái nói, bái kiến điện chủ. Không cần đa lễ, Tiêu Phàm có thể không thích quy củ nhiều như vậy, hắn sở dĩ mạnh lên, chính là vì tự do, tự nhiên sẽ không dùng những cái này lễ nghi phiền phức lại quy phạm những người khác. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn vạn dặm chu vi, đi đến hắn bây giờ cảnh giới, chỉ cần hắn hữu tâm quan sát, chu vi mấy vạn dặm hết thảy đều không thể trốn qua hắn linh hồn lực lượng bắt. Tốt, Tiêu Phàm từ đáy lòng tán thán nói, mặc dù hắn vẽ ra thành chỉ đại khái quy mô cùng bố cục, có thể Nhạc Nhất Sơn hoàn thành so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hắn trong lòng đều không thể không tán thưởng Nhạc nhân tộc thiên phú, không, hẳn là nói là cổ nhạc tộc. Nhạc Nhất Sơn luyện hóa số lớn thạch tinh, lại tăng thêm lần trước chiến hồn đại lục cơ duyên tạo hóa, hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Đồng dạng, hắn bây giờ huyết mạch chi lực cũng đã không còn là phổ thông nhạc nhân tộc huyết mạch, mà là cổ nhạc tộc huyết mạch. Tại Di Sơn đảo hải, kiến tạo thành trì phương diện, cổ nhạc tộc xác thực xem như một tay hảo thủ. Nghe được Tiêu Phàm tán dương, Nhạc Nhất Sơn trên mặt cũng lộ ra kích động thiếu dung, vội vàng cười nói, nhờ có công tử chỉ điểm. Ta ở phương diện này bao nhiêu cân lượng, bản thân vẫn là biết rõ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn sẽ không liền là sẽ không, sẽ liền là sẽ, không tất yếu đập ngựa gì cái rắm. Nhạc Nhất Sơn hậm hực cười một tiếng, không có ý tứ gãi gãi đầu. Thành trì kiến tạo hoàn tất, còn mời công tử ban tên cho. Lúc này, Ảnh Phong đột nhiên tiến lên một bước, khẽ mỉm cười nói, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có thể đột phá thiên thần cảnh, càng thêm không muốn rời đi chiến hồn đại lục. Đối với Tiêu Phàm, Ảnh Phong là phát ra từ nội tâm tôn kính. Tiêu Phàm sờ lên cằm, hắn chỉ muốn nhường Nhạc Nhất Sơn tạo thành, thật đúng là không nghĩ tới thành trì danh tự. Chiến hồn thành, Tu La thành, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cảm giác những tên này đều không thế nào tốt nhớ, sau đó nhìn về phía đám người nói, mọi người có cái gì tốt đề nghị không? Công tử, ta nghĩ một cái, nếu không liền kêu Tu La thần thành. Tiếu Thiên Dương trước tiên đứng dậy. Ta cảm thấy liền kêu Tiêu Thành, hoặc là Tu La Thành, tương đối chuẩn xác. Kiếm La cũng vội vàng nói ra bản thân ý nghĩ. Điện chủ, theo ta thấy, ta Tu La Điện thành trì, nếu thành lập, kia chính là độc nhất vô nhị, trước kia Tu La Điện không phải cũng là vô song thánh thành à, nếu không liền kêu vô song thành. Phong Lang cũng khó nói ra. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nói thoải mái, biểu đạt bản thân ý kiến. Hiển nhiên đều sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Tiêu Phàm một mực nghe, nhưng như cũng cho rằng tìm tới phù hợp danh tự. Điện chủ, nếu không phong cách định cao một chút, kêu đệ nhất thành. Thật lâu, một mực lời nói không nhiều Lãnh Thiếu Nhận đột nhiên mở miệng nói. Đệ nhất thành, cái tên này không sai. Đại khí, bá khí. Nếu như tăng thêm thiên hạ hai chữ, kia liền càng là vô địch. Thiên hạ đệ nhất thành, theo ta thấy. Vẫn là gọi đệ nhất thành đi, điệu thấp một chút. Đám người nghe được Lãnh Thiếu Nhận nói, vậy mà không có một cái phản đối. Đệ nhất thành, Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên đánh một cái búng tay, nói, vậy liền kêu đệ nhất thành. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, liền lấy ra một khối mấy chục trượng cự thạch, cầm trong tay Tu La kiếm vũ động, lưu loát khắc xuống đệ nhất thành ba chữ lớn. Ba chữ cứng cáp hữu lực. Hàm chứa Tiêu Phàm một cỗ tinh thần khí, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí, liếc mắt nhìn một cái, cho người sinh lòng kính sợ. Chữ tốt, đám người nhao nhao gọi tốt nói. Lúc này, đám người an tĩnh lại, lúc này, Lãnh Thiếu Nhận lại tiến lên, nói, điện chủ, đệ nhất thành mặc dù rộng lớn, nhưng hiện tại nhân khẩu lại là quá ít, liền chúng ta Tu La Điện mấy chục vạn người. Yên tâm, nhân khẩu không cần phải gấp gáp, hiện tại ít. Về sau sẽ từ từ nhiều. Tiêu Phàm cười cười nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay vung lên, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở hư không, lít nha lít nhít bóng người cho người hoàn toàn đếm không đến. Điện chủ, cầm đầu mấy người cung kính hướng về Tiêu Phàm một xá, những người này không phải kẻ khác, chính là Sở gia, Độc Cô gia tộc, Tô gia người, nhân số nhiều đến mấy ngàn vạn. Những cái này đại gia tộc đi qua thời gian dài phát triển. Nhân khẩu cơ số cũng đã không phải bình thường khổng lồ,
cái này mấy ngàn vạn mới vẻn vẹn thực lực cường đại những cái kia mà thôi. Còn lại những người kia Tiêu Phàm vẫn như cũ nhường bọn họ ở tại tiểu thiên địa bên trong phát triển, dù sao, tiểu thiên địa mới là an toàn nhất địa phương. Mặt khác, trừ cái này tam đại cổ tộc người, còn có Diệp Thệ Thủy dẫn đầu Diệp gia, Lăng Thừa Đạo dẫn đầu Lăng gia, cùng linh tộc, hồn tộc tu sĩ, nhân số cũng không số ít. Các vị, người đám gia tộc vị trí khu vực cũng đã an bài tốt, đệ nhất thành phát triển có thể còn phải dựa vào mọi người. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có cường đại bản thân thực lực, thành trì phát triển, chỉ có thể giao cho những người khác. Điện chủ yên tâm, đám người chăm miệng một lời, bọn họ rõ ràng bản thân hiện tại vị trí, muốn tại thái cổ thần giới sinh tồn xuống dưới, nhất định phải gắt gao ôm lấy Tu La Điện đầu này đùi. Nhiều đến hơn ức tu sĩ bị an bài tại đệ nhất thành, Tu La Thành tức khắc chậm rãi có sinh khí. Tiêu Phàm cho đám người thông báo một chút sự tình. Liền lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái, bắt đầu tu luyện hắn ngàn chọn vạn tuyển chọn chúng hậu thiên thần thông trích tinh thủ. Cự ly thời hạn một tháng càng ngày càng gần, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, một cỗ lớn nguy hiểm đang tại lặng yên giáng lâm, không cẩn thận liền có thể nhường Tu La Điện hủy diệt. Tu La Điện có thể hay không tại thái cổ thần giới đặt chân, nhất định phải đi qua lần này khảo nghiệm. Tiêu Phàm tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, không chỉ có vì chính hắn, cũng vì Tu La Điện tất cả tu sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 20 ngày thời gian, đối với ngoại giới tu sĩ tới nói cũng không ngắn, nhưng đối với bế quan người, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ phút này, Tu La Phong đỉnh quảng trường bên trên, đứng đấy ba đạo thân ảnh, ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa, tựa như đang đợi cái gì một dạng. Hôm nay liền là thời hạn một tháng, công tử nói có một trận trò hay nhìn, làm sao chung quanh còn không có động tĩnh gì. Thần Thiên Nghiêu híp híp hai mắt. Hắn đối Tiêu Phàm có loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm, Tiêu Phàm nói sau một tháng có sự tình phát sinh, tự cháy không có giả. Nhưng mà, bọn họ hôm nay chờ đợi thật lâu, đệ nhất thành vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng, cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình phát sinh, cái này khiến Thần Thiên Nghiêu đều có chút hoài nghi. Điện chủ ngày đó nhường Phó Tam Đao rời đi, có lẽ cùng Phó Tam Đao có quan hệ. Quỷ Thiên Cừu suy nghĩ một chút nói. Phó Tam Đao kỳ thật cũng không cần sợ, lâu ngoại lâu bình thường là sẽ không xuất thủ, ta lo lắng là, U Vân Phủ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Hàn Lê hít sâu một cái nói. Thân làm thái cổ thần giới thổ dân, đã từng hắn dù sao cũng là tam lưu thế lực phi kiếm môn tứ trưởng lão, hắn rõ ràng U Vân Phủ cường đại. Cũng không phải bọn họ những người này có thể phản kháng. Nếu như Phó Tam Đao mượn nhờ U Vân Phủ lực lượng đến đối phó bọn hắn, đừng nói bọn họ chỉ có một cái cổ thần cảnh tu sĩ, liền là 10 cái cổ thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực chênh lệch, chỉ có chân chính biết rõ người, mới minh bạch bọn chúng ở giữa khác biệt một trời một vực. Lại càng không cần phải nói, Tu La Điện cái này liền tam lưu thế lực cũng không tính là thế lực. U Vân Phủ muốn diệt sát bọn họ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Ngươi nói Phó Tam Đao sẽ mượn nhờ U Vân Phủ lực lượng. Quỷ Thiên Cừu thần sắc hơi hơi ngưng tụ nói. Những ngày qua, bọn họ cũng đối chung quanh thế lực có hiểu biết, thái cổ thần giới thực lực rắc rối phức tạp, có gia tộc, có bộ lạc, có tông môn, cũng có chủng tộc, đồng dạng còn có quốc gia. Bất quá, chỉ riêng thế lực lớn nhỏ mà nói, có thể chia làm bất nhập lưu thế lực. Tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực các loại. Bọn họ vị trí địa phương, vốn là thuộc về Thanh Nham Bộ Lạc cùng Lưu Vân Tông chỗ giao giới. Thanh Nham Bộ Lạc, Lưu Vân Tông đều là thuộc về kém cỏi nhất bất nhập lưu thế lực, hai đại thế lực bên trong, cường đại nhất cũng liền là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ở Thanh Nham Bộ Lạc cùng Lưu Vân Tông phía trên, thì là tam lưu thế lực phi kiếm môn, tự ý nào đó đi lên nói. Phi kiếm môn quản lý chung quanh bất nhập lưu tiểu thế lực. Cùng phi kiếm môn so sánh, những cái kia bất nhập lưu tiểu thế lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, dù sao, phi kiếm môn thế nhưng là nắm giữ năm đại cổ thần cảnh cường giả, bằng vào điểm này, phi kiếm môn liền có thể ép bất nhập lưu tiểu thế lực không thở nổi. Đồng dạng, phi kiếm môn cùng U Vân Phủ ở giữa quan hệ cũng giống như thế, U Vân Phủ hủy diệt phi kiếm môn, cũng chỉ là phất tay sự tình mà thôi. Tại U Vân Phủ phía dưới,
nắm giữ tam lưu thế lực, liền nhiều đến 10 cái, có thể nghĩ U Vân Phủ cái này nhị lưu thế lực cường đại. Về phần U Vân Phủ phía trên, thì là nhất lưu thế lực Thiên Vũ Vực tổng cộng chia làm 9 phủ 13 tông, hết thảy 22 cái mà U Vân Phủ cho dù tại cửu phủ bên trong, thực lực cũng liền bài danh cuối cùng mà thôi. Đây chính là chân chính đại giới. Vô luận là tu sĩ thực lực, vẫn là địa vực rộng rãi, cùng tiểu giới so sánh đều không ở cùng một cấp độ, chỉ là U Vân Phủ, liền không biết so chiến hồn đại lục lớn bao nhiêu, lại càng không cần phải nói Thiên Vũ Vực. Mà Thiên Vũ Vực, phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng vẻn vẹn chỉ là hạt gạo mà thôi. U Vân Phủ dù sao cũng là nhị lưu thế lực, hẳn là sẽ không nhúng tay những chuyện này đi, càng thêm không nên bị người làm đao dùng mới đúng. Ta lo lắng nhất ngược lại là cái kia Thiên Âm Tông, nếu như một cái liền đến mấy đại cổ thần cảnh, cũng không phải chúng ta có thể địch. Thần Thiên Nghiêu nhíu mày một cái nói. U Vân Phủ tự nhiên sẽ không bị người làm đao xứ, nhưng người cũng biết rõ, chúng ta không đánh chào hỏi liền diệt phi kiếm môn cùng 4 cái bất nhập lưu thế lực, đã coi như là đắc tội bọn họ. Hàn Lê khổ sở nói, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Chỉ cần không ít bọn họ chỗ tốt, U Vân Phủ cũng không tất yếu can thiệp đi, dù sao, ta Tu La Điện trưởng khống phương này tài nguyên, cùng trước đó phi kiếm môn nắm trong tay đồng dạng tài nguyên, cũng không có quá lớn chênh lệch. Quỷ Thiên Cừu hơi hơi lo lắng nói. Cung phụng là muốn giao, vô luận là ở đâu đều là giống nhau quy củ. Hàn Lê gật gật đầu nói, ta lo lắng liền là U Vân Phủ công phu sư tử ngoạm. Kỳ thật ta lo lắng không phải giao bao nhiêu cung phụng sự tình, mà là lo lắng điện chủ căn bản sẽ không giao cái gì cung phụng. Thần Thiên Nghiêu cười khổ lắc lắc đầu nói. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không bị bất luận kẻ nào ép buộc, dù là U Vân Phủ đô không được. Phi kiếm môn liền là bởi vì hắn môn chủ Hàn Kiếm bức bách Tiêu Phàm, mới rơi vào tử vong hạ tràng, liền phi kiếm môn đều đã rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Hàn Lê cùng Quỷ Thiên Cừu nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tu La Điện cùng U Vân Phủ khai chiến cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Chỉ là bây giờ Tu La Điện nội tình còn xa xa không đủ, khẳng định không phải nhị lưu thế lực U Vân Phủ đối thủ. Thậm chí có thể nói, U Vân Phủ diệt sát Tu La Điện, đoán chừng cũng liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiểu tử, lão tổ lão lấy ngươi mạng chó đến rồi, còn không cút ra đây chịu chết. Làm mấy người trầm mặc thời khắc. Đột nhiên một tiếng quát như sấm vang vọng đất trời, ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp từ đằng xa cuốn tới, thiên địa rung động, lôi âm cuồn cuộn. Đệ nhất thành tu sĩ nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một chút thấp giai tu sĩ lại là liền đầu lâu đều nhấc không nổi, màng nhĩ chảy ra từng tia máu tươi. Âm Nguyên lão tổ, Thần Thiên Nghiêu sắc mặt khó coi, thanh âm này hắn thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc. Hàn Lê cùng Quỷ Thiên Cừu cũng cau mày. Nguyên bản bọn họ coi là trước tiên tìm đến phiền phức lại là Phó Tam Đao hoặc là U Vân Phủ, thật không nghĩ đến lại là Âm Nguyên lão tổ. Ầm ầm, chưa kịp đám người lấy lại tinh thần, không trung phía trên một đạo to lớn trưởng ấn giận oanh mà xuống, xông thẳng Tu La Phong mà tới, cổ thần cảnh uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy dấu tay kia sắp rơi xuống, Hàn Lê một cước đập mạnh, đạp không mà lên, một quyền nổ tung mà ra, cùng cái kia trưởng cương đụng vào nhau. Hư không rung động ầm ầm, đáng sợ phong bạo càn quét tứ phương, Tu La Phong đều run lẩy bẩy. Sau một lát, không trung khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, lại là nhìn thấy Âm Nguyên lão tổ cùng Hàn Lê xa xa tương vọng, hai người ai cũng không nhường ai. Hàn Lê, lại là ngươi. Âm Nguyên lão tổ ngữ khí lạnh lẽo, trên người lộ ra một cỗ băng lãnh hàn khí, hư không nhiệt độ đều xuống hàng hơn mấy chục độ. Ngươi lại tới làm cái gì? Tìm khó chịu sao? Hàn Lê nghiền ngẫm nhìn xem Âm Nguyên lão tổ. Lần trước Âm Nguyên lão tổ đều bị Tiêu Phàm quát lui, lúc kia có thể còn có Phó Tam Đao, lần này, hắn chỉ là một người đến mà thôi, càng thêm không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Âm Nguyên lão tổ nghe vậy, trong mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo quang mang, nói, lần này đến, là tới giết các ngươi. Liền bằng ngươi, Hàn Lê khinh thường, khịt mũi coi thường nói, qua một lúc công tử xuất hiện. Ngươi cũng đừng lại hấp tấp chạy. Một cái thiên thần cảnh mà thôi, ngươi nếu không ngăn trở ta, ta giết hắn như giết chó. Bị người khinh bỉ tư vị có thể không tốt thụ, Âm Nguyên lão tổ hận không thể đem Hàn Lê đầu vặn xuống tới.
thiên thần cảnh lại như thế nào? Đối phó ngươi dư xài. Hàn Lê nhìn thấy Âm Nguyên lão tổ nổi giận, trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hàn Lê, Âm Nguyên lão quỷ nói ngươi thần phục một cái thiên thần cảnh tiểu tử, ta còn không tin, không nghĩ đến lại là thật, nhìn đến, ngươi cũng càng ngày càng không có cốt khí. Hàn Lê còn muốn chào phúng một cái Âm Nguyên lão tổ, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến, Hàn Lê nghe vậy, tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở cái kia. Âm Tuyệt, Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem người tới, con người hơi hơi co rụt lại, nói thẳng ra người tới danh tự. Nơi xa, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở Âm Nguyên lão tổ trước người, toàn thân bao phủ hắc sắc phụ khí, thấy không rõ khuôn mặt, không biết là nam hay là nữ. Bất quá có thể từ vừa mới thanh âm phán đoán hắn hẳn là một cái nam nhân, hắn trên người tản ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo mà tà dị khí tức, cho người nhìn mà phát khiếp. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ, biến vô cùng thận trọng lên. Người này tên là Âm Tuyệt, chính là Thiên Âm Tông tông chủ, thực lực vô cùng cường đại, chính là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi, hơn nữa, hắn vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy thần tu, mười phần am hiểu linh hồn lực lượng. Tại Âm Tuyệt sau lưng, còn đứng mấy đạo thân ảnh, trong đó có một cái khí thức hoàn toàn không kém gì Âm Nguyên lão tổ, hiển nhiên cũng đồng dạng là thiên thần cảnh. Về phần những người khác, cũng chỉ ít đều là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Tam đại cổ thần cảnh, sáu cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Hàn Lê răng có chút run lên, hắn thực lực là không sai, nhưng muốn đồng thời đối phó ba cái cổ thần cảnh tiền kỳ, đó là tuyệt không thể nào là hắn đối thủ. Dạng này lực lượng, đối phó một cái tam lưu thế lực đều không kém bao nhiêu, hủy diệt bất nhập lưu thế lực càng là lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Dù sao, đồng dạng bất nhập lưu thế lực, nhiều nhất cũng liền chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn mà thôi. Tu La Điện xem như cường đại, có thể cũng chỉ có Hàn Lê một cái cổ thần cảnh, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Phệ Hồn ba cái chiến thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm Tiêu Phàm cùng Phi Kiếm Môn những cái kia bị khống chế người, cũng liền là mười mấy thiên thần cảnh đỉnh phong chiến lực mà thôi. Dạng này lực lượng, cùng Thiên Âm Tông người tới so sánh, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng là cùng toàn bộ Thiên Âm Tông so sánh, khả năng liền xa xa không bằng. Hàn Lê, còn có các ngươi, hiện tại biết rõ sợ sao? Nhìn thấy Hàn Lê bọn họ sợ hãi, Âm Nguyên lão tổ tức khắc đắc ý nở nụ cười. Thần Thiên Nghiêu cùng Hàn Lê mấy cái không có để ý tới, bất quá thần sắc lại là đề phòng đến cực điểm, đối phương nếu xuất thủ, bọn họ ba cái cũng không phải đối thủ. Hàn Lê, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta Thiên Âm Tông làm sao cũng so một cái không bị U Vân Phủ thừa nhận lực lượng mạnh đi, nếu không, ngươi tới Thiên Âm Tông, bản tông chủ nhường ngươi coi thất trưởng lão như thế nào. Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt thanh âm vang lên lần nữa, quanh người hắn âm khí phồng lên, lộ ra từng trương tà ác nhân mặt, hiện ra quỷ dị tiếu dung, nhìn qua cực kỳ khó coi dọa người. Hừ, không có khả năng, Hàn Lê lần này không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ nói. Nói đùa cái gì? Bản thân thế nhưng là ký kết chủ phó khế ước người, nếu là đầu hàng, đến lúc đó Tiêu Phàm một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bản thân. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm không giết hắn, có thể Âm Tuyệt bọn họ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, một khi Tiêu Phàm tử vong, bởi vì chủ phó khế ước tồn tại, hắn Hàn Lê cũng đồng dạng sống không được. Cùng với bị Tiêu Phàm nghi kỵ bản thân có hai lòng, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt Âm Tuyệt mời. Không biết điều. Âm Nguyên lão tổ lạnh rên một tiếng, đôi mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Âm Tuyệt chủ động mời, Hàn Lê vậy mà cự tuyệt, cái này đơn giản liền là cùng tự tìm cái chết không khác. Nếu là ngươi Hàn Lê thần phục là một cái cổ thần cảnh cường giả thì cũng thôi đi, có thể đối phương cũng liền là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, căn bản là không đáng. Âm Tuyệt quanh thân hắc sắc phụ khí phồng lên, giống như mây mù màu đen quay cuồng đồng dạng, phát ra một trận trận gió tiếng khóc. Hiển nhiên là Âm Tuyệt phẫn nộ biểu hiện. Bản tông chủ cũng phải nhìn xem, là ai, có thể làm cho ngươi Hàn Lê thể sống chết đi theo. Âm Tuyệt ngữ khí băng lãnh phun ra một câu. Một thoáng thời gian, bàng bạc linh hồn chi lực từ hắn trên người bao phủ mà ra, giống như sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, những nơi đi qua, đệ nhất thành tu sĩ nhao nhao quỳ rạp trên đất. Rất nhiều người hai chân kịch liệt run rẩy. Bọn họ cắn chặt răng nhường bản thân không muốn quỳ xuống dưới.
Nhưng mà, cổ thần cảnh linh hồn lực lượng ra sao sự khủng bố, đừng nói một đám chiến thánh cảnh cùng với phía dưới tu vi tu sĩ, cho dù chiến thần cảnh, cũng khó có thể chống cự ở. Những cái kia có thể tiếp tục đứng thẳng người, đã coi như là ý chí cực kỳ cứng cỏi hạng người. Cút ra đây, nếu không bản tông chủ diệt thành này. Âm Tuyệt một tiếng quát lớn, quanh thân hắc sắc vũ khí đột nhiên quay cuồng lên, hóa thành từng đạo to lớn bàn tay gào thét hư không, hướng về đệ nhất thành tu sĩ oanh sát mà đi. Giờ phút này, đệ nhất thành đại bộ phận tu sĩ liền đứng thẳng cũng đứng bất ổn, lại càng không cần phải nói phản kháng, rất nhiều lòng người sinh sợ hãi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng ai ngờ rằng, Âm Tuyệt vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, mà lại còn đằng đằng sát khí, đây là dự định trực tiếp diệt đệ nhất thành A. Dừng tay, Hàn Lê hét lớn, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ, nếu là hắn trơ mắt nhìn xem đệ nhất thành tu sĩ chết ở trước mắt, đoán chừng cái thứ nhất nổi giận liền là Tiêu Phàm. Tại Hàn Lê nhìn đến, Tiêu Phàm lửa giận có thể so sánh Âm Tuyệt lửa giận khủng bố hơn rất nhiều, Tiêu Phàm nhưng cũng là tàn nhẫn hạng người, nếu là nhắm trúng Tiêu Phàm sinh khí, hắn thế nhưng là không có cái gì là không xuống tay được. Hiện tại muốn cho chúng ta dừng tay, có phải hay không trễ? Âm Nguyên lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, thân hình quỷ dị lóe lên, liền xuất hiện ở Hàn Lê trước người, nhấc bàn tay cương phóng tới Hàn Lê ngực. Cút ngay, Hàn Lê sắc mặt đại biến, không chút do dự một quyền nghênh đón. Các ngươi có vẻ như không đủ nhân viên. Âm Nguyên lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, cười cực kỳ âm trầm, trưởng cương biến hóa, ngắt một cái tay hoa, một đạo chớp lóe bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hàn Lê tránh thoát Âm Nguyên lão tổ âm hiểm một kích, thân hình cực tốc hướng về hậu phương thối lui. Bất quá, Âm Nguyên lão tổ cũng không có cùng Hàn Lê liều mạng dự định, hắn chỉ là toàn lực cuốn lấy Hàn Lê mà thôi. Nghe được Âm Nguyên lão tổ lời nói, Hàn Lê liền thầm nghĩ trong lòng không tốt, cũng đúng lúc này, còn lại một cái cổ thần cảnh cường giả lại là trong nháy mắt đi tới Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu đỉnh đầu, một trường quét ngang mà ra. Hư không một cái mấy chục trượng lớn nhỏ trưởng cương che khuất bầu trời, nhào về phía Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, hai người căn bản không dám nhanh chóng thối lui, một khi lui lại, phía dưới Tu La Phong liền sẽ triệt để sụp đổ. Tu La Phong sụp đổ bọn họ cũng không phải là cố ý để ý, dù sao có Nhạc Nhất Sơn tại, cấu tạo một tòa cự phong, vẫn là rất nhẹ nhõm sự tình mà thôi. Bọn họ sở dĩ để ý là, Tiêu Phàm ngay tại Tu La Điện bên trong tu luyện, một trưởng này che xuống, Tiêu Phàm đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hít sâu một cái, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu liếc nhau, hai người sau đó dùng hết toàn lực, đạp chân xuống, dùng hết toàn lực oanh sát mà ra. Không phải bọn họ không muốn chạy trốn, mà là bọn họ căn bản không thể trốn, bởi vì bọn hắn không thể để cho Tiêu Phàm chết. Nhất là Thần Thiên Nghiêu, hắn thế nhưng là cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm chết rồi, hắn đồng dạng cũng tốt không đến ta đi. Chỉ là, cổ thần cảnh nắm trong tay thần thông lực lượng, bất luận là nhục thân, vẫn là thần thông lực lượng, đều uy lực tuyệt luân, căn bản không phải người bình thường có thể đối mặt. Nhưng là giờ phút này, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu lại là không chút do dự xông tới. Thiên thần cảnh đỉnh phong, Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả thấy thế, khịt mũi coi thường nói, tới chịu chết cũng không cần vội vã như thế, ta thành toàn các ngươi là được. Thoại âm rơi xuống, hắn trưởng cương vừa lúc đánh vào Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu trên người, cùng cổ thần cảnh cường giả kiên trì cùng một chỗ. Chĩa vào, đệ nhất thành một chút tu sĩ nhìn thấy không chung một màn, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng mà, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu không đến thời gian, đám người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem không chung, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại là nhìn thấy cái kia cổ thần cảnh cường giả tay phải bấm niệm pháp quyết, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu bị cỗ lực lượng kia trực tiếp đánh bay, thổ huyết không ngừng. Giết, đồng thời, Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả chợt quát một tiếng, hóa thành một vệt sáng đuổi theo, hoàn toàn không cho Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người thở dốc thời gian. Tu La Điện hai đại hộ pháp, nguy cơ sớm tối. Cẩn thận, Hàn Lê nhìn thấy Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu bị Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh trưởng lão đánh bay, sắc mặt đại biến. Hắn hăm hở tiến lên toàn lực đẩy lui Âm Nguyên lão tổ, hướng về Thần Thiên Nghiêu bọn họ vị trí kích xạ mà đi. Bọn họ chết chắc, người cứu không được bọn họ.
Âm Nguyên lão tổ cười lạnh nói. Một thoáng thời gian, hai cánh tay hắn một trận, toàn thân chán phóng vô tận tỉ mỉ hắc sắc lưu quang, giống như thần châm đồng dạng đâm về Hàn Lê, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hàn Lê nơi nào còn dám phân tâm, hắn thực lực cũng liền cùng Âm Nguyên lão tổ không sai biệt lắm, không cẩn thận có thể liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí liền như vậy vẫn lạc. Huống chi, Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt hiện tại cũng còn không có chân chính động thủ, hắn chỉ là nghĩ đến đối phó đệ nhất thành tu sĩ mà thôi. Hiện tại, Hàn Lê chỉ có thể gửi hy vọng ở Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Nhưng hắn rõ ràng, bọn họ hai người nhiều nhất có thể ngăn lại một cái cổ thần cảnh cường giả, bất quá từ vừa mới tình huống nhìn đến, hắn đánh giá cao hai người thực lực. Giờ phút này, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu chính nhanh chóng hướng về Tu La Điện vị trí bay ngược, Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, tựa như nhìn thấy hai người chết thảm ở dưới tay hắn tình hình. Dám đắc tội ta Thiên Âm Tông, chết đi! Thiên Âm Tông cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhô ra móng vuốt hướng về Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu chộp tới. Tại tất cả mọi người nhìn đến, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cũng ngay tại Thiên Âm Tông cường giả bàn tay sắp tới gần hai người thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang từ Tu La Điện bên trong bắn ra, đó là một đạo vô thượng kiếm khí, hàm chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Coi như cái kia huyết sắc kiếm khí xuất hiện thời khắc, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đột nhiên hết sức phối hợp hướng về hai bên mau chóng chạy đi. Tựa như sớm đã có đoán trước, biết rõ cái kia kiếm khí tồn tại một dạng. Bất quá, Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả khả năng liền không có tốt như vậy trở, tốc độ của hắn vốn liền ở vào bộc phát giai đoạn, muốn nhất kích tất sát Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Thậm chí, hắn còn nghĩ thuận tiện đem tòa kia hắc sắc cung điện cho đánh thành bột mịn. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, hắc sắc cung điện bên trong đột nhiên sẽ chán phóng một đạo kiếm khí, cái kia kiếm khí lực lượng quá mức sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Máu tươi bắn nhanh ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết hồng sắc, Thiên Âm Tông cường giả trợn to hai mắt, một mặt kinh khủng nhìn xem lồng ngực vết kiếm. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, liền hắn nhục thân đều ngăn cản không nổi. Ngự, không chờ hắn kịp phản ứng, ở tại sau lưng, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng xuất hiện. Tựa như lăng không mà sinh đồng dạng, đến cực kỳ đột ngột cùng quỷ dị. Thiên Âm Tông cường giả còn không có lấy lại tinh thần, liền bị cái kia màu đen vòng xoáy thôn phệ, kinh khủng lực xoắn lôi xé hắn nhục thân, từng khối huyết nhục bị cắt đứt mà xuống. Quỷ dị nhất là, hắn thần cách vậy mà đều đang run rẩy kịch liệt. Tiên Thiên Thần Thông, Thiên Âm Tông cường giả sắc mặt đại biến, loại này thần thông lực lượng quá mức quỷ dị, vậy mà có thể châm đối thần cách. Cũng chỉ có Tiên Thiên Thần Thông mới có thể có dạng này uy lực. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, hắn thần cách phía trên xuất hiện một đạo nhỏ bé liệt phùng, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Giờ khắc này, Thiên Âm Tông cường giả thật sợ hãi, thần cách vỡ vụn, đây chính là cùng chết không khác a. Muốn để thần cách khôi phục, cái kia cơ hồ là không thể nào sự tình, dù là thôn phệ luyện hóa cái khác thần cách cũng đồng dạng làm không được. Đột phá thiên thần cảnh. Thần cách chính là thuế biến mệnh cách bị thương, muốn phục hồi như cũ, cũng là cực kỳ gian nan. Nghĩ vậy, Thiên Âm Tông cường giả cực tốc hướng về nơi xa bay đi, hắn không muốn phản kháng, chỉ muốn như thế nào từ nơi này quỷ dị thần thông lực lượng dưới đào thoát. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, cái này hắc sắc vòng xoáy vậy mà có thể đi theo hắn nhất khởi động, hắn đến đâu, hắc sắc vòng xoáy liền rời đến cái nào. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, khí tức suy yếu đến mấy điểm. Đồng thời, thần cách phía trên lại tăng thêm mấy đạo liệt phùng, kêu mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Người nào, cút ra đây. Thiên Âm Tông cường giả rốt cục sợ hãi, hăm hở tiến lên lực lượng toàn thân kêu to. Giống, cũng đúng lúc này, một đạo gầm thét vang vọng hắc sắc vòng xoáy bên trong, tại Thiên Âm Tông cường giả sau lưng, một đầu rộng lớn hư ảnh hiển hiện. Mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm đem Thiên Âm Tông cường giả nuốt xuống. Thiên Âm Tông cường giả còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác mình đột nhiên thân ở một mảnh quỷ dị không gian bên trong, toàn thân lực lượng cùng thần tính không nghe sai khiến hướng về bên ngoài khuếch tán mà đi.
hắn nghĩ hết biện pháp, đều căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, một cái hô hấp không đến thời gian, hắn thân thể chính là mềm nhũn, chỉ có thể trở thành bị sâu xé đối tượng. Ngoại giới, đám người nhìn thấy Tu La Sơn đỉnh đột nhiên mây đen giăng đầy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, toàn bộ đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm mây đen bên trong. Nhìn đến lão ngũ là chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, còn không cho chúng ta nhìn thấy, cố ý dùng cái này che đậy thủ đoạn. Âm Nguyên lão tổ khẽ cười nói. Không thích hợp, Âm Tuyệt lại là đột nhiên ngừng tay lại, lông mày hơi nhíu, lách mình liền hướng lấy Tu La Sơn đỉnh bay đi. Cái kia hắc phụ xuất hiện một sát na kia, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia trưởng lão bị một kiếm xuyên thủng thân thể, đoán chừng lúc kia, chỉ muốn diệt sát trọng thương người khác. Chỗ nào còn sẽ nghĩ đến che đậy bản thân nhường những người khác nhìn không thấy. Duy nhất khả năng chính là, có người muốn cố ý tính toán cái kia Thiên Âm Tông ngũ trưởng lão. Âm Tuyệt ý nghĩ đúng là đúng, hắn mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tu La Phong đỉnh, băng lãnh con người nhìn chằm chằm hắc sắc phụ khí, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ vô cùng cuồng bạo lực xoắn. Cỗ lực lượng này, vô cùng táo bạo, cũng không phải bọn họ Thiên Âm Tông người có thể nắm giữ thủ đoạn. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt đưa tay vung lên, một cỗ đen kịt gió lớn nổi lên, muốn đem mây đen kia thổi tan. Phốc phốc, cũng vừa lúc đó, lại một đạo kiếm khí từ trong mây đen bắn ra, Âm Tuyệt phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn như cũ đầy nửa nhịp, hắn đầu vai bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Cái gì, nơi xa, Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh kêu ra tiếng, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở cái kia. Chỉ thấy cái kia màu đen mây đen nhanh chóng tán đi, bộc lộ ra ba đạo bóng người, cầm đầu một người, chính là một cái áo bào đen thanh niên, mày kiếm mắt sáng, ngạo nghễ như kiếm. Ở tại sau lưng, đứng đấy hai đạo thân ảnh, hai người không phải kẻ khác, chính là Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Có thể làm cho bọn họ hai người cung kính như thế đối đãi người, tự nhiên chỉ có Tiêu Phàm. Tiểu tử này cùng hai người kia đều sống sót, kia lão ngũ đâu? Âm Nguyên lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ? Ngươi nói rất đúng, các ngươi cái kia ngũ trưởng lão cố ý che đậy chúng ta, cho nên chúng ta mới nhìn không đến. Hàn Lê hậm hực cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Cố ý che đậy chúng ta, Âm Nguyên lão tổ khóe miệng giật một cái, hận không thể đem Hàn Lê cho tháo thành tám khối, bọn họ ngũ trưởng lão ở đâu là cố ý che đậy bọn họ, 8/9 phần 10 là đã bị chém giết. Hàn Lê châm chọc nói, tựa như một chuôi đao nhọn đồng dạng cắm ở Âm Nguyên lão tổ lồng ngực bên trên. Đồng dạng, Âm Tuyệt cũng không tốt gì, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ ngũ trưởng lão đã chết, chẳng phải là nói rõ đối diện ba người này nắm giữ chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt nhìn về phía Tiêu Phàm ba người ánh mắt thay đổi, nhất là Tiêu Phàm, rõ ràng chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, lại như thế quỷ dị. Nhưng Hàn Lê thần phục thì cũng thôi đi, vậy mà còn có thể chém giết phổ thông cổ thần cảnh tu sĩ, đợi một thời gian, cái này còn cao đến đâu? Lão ngũ đâu, thật lâu, Âm Tuyệt vẫn là cực kỳ không cam lòng hỏi, trong giọng nói đều là sát ý. Tiêu Phàm sắc mặt 10 phần bình thản, nhìn Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ liếc mắt, hí ngược nói ta tiễn hắn lên đường rồi. Lên đường gì? Âm Tuyệt nghe vậy, một mặt nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngưng tiếng nói. Bất quá ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm nói như vậy, ngũ trưởng lão hẳn là còn chưa có chết, kể từ đó, đối phương thực lực còn không có cường đại đến giết chết cổ thần cảnh cường giả cấp độ. Còn có thể lên đường gì, đương nhiên là lên đường đi Diêm Vương ra nơi đó trình diện. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Thần Thiên Nghiêu liền nhe răng cười nói, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Âm Tuyệt. Oanh! Âm Tuyệt trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức, giống như thủy triều tuôn hướng tứ phía bát phương, hắn như thế nào không biết, bản thân lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tiểu tử đùa bỡn. Cái gì lên đường, vậy căn bản liền là giết ngũ trưởng lão a. Bản thân Thiên Âm Tông ngũ trưởng lão, vậy mà tại bản thân dưới mắt bị người giết chết. Âm Tuyệt trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này sự thật, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Cuồng bạo sát khí từ hắn trên người bắn ra, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Ngũ trưởng lão chết, nếu như bị cái khác một đám tam lưu thế lực biết được, Thiên Âm Tông đoán chừng sẽ trở thành U Vân Phủ cười nhạo. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt trên người sát khí càng ngày càng đậm, hắc sắc phụ khí bao phủ,
giống như hư vô phong bạo đồng dạng cuồng quyển tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, Âm Tuyệt đưa tay một trường nổ tung mà ra, hướng thẳng đến Tu La Sơn đóng đi, muốn đem cả tòa Tu La Sơn trong nháy mắt vỡ nát. Điện chủ, cẩn thận hắn linh hồn công kích, Quỷ Thiên Cừu kịp thời nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Những ngày qua, Quỷ Thiên Cừu lại biết quá quan tại Thiên Âm Tông tin tức, Thiên Âm Tông tông chủ chính là một vị thần tu cao thủ, hắn linh hồn vô cùng đáng sợ, vô cùng có khả năng siêu việt cổ thần tiền kỳ. Dù sao, đồng dạng thần tu linh hồn, là so tu vi muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, linh hồn công kích hắn ngược lại cũng không e ngại, hắn linh hồn lực lượng cũng không yếu, đối mặt phổ thông cổ thần tiền kỳ linh hồn không có vấn đề quá lớn. Lại tăng thêm thí thần tồn tại, cho dù cổ thần trung kỳ, cũng có thể ra sức đánh cược một lần. Cho nên Tiêu Phàm cũng không được quá mức quan tâm Âm Tuyệt linh hồn lực lượng, chỉ là tương đối để ý Thiên Âm Tông thực lực mà thôi. Ta tới đối phó hắn, các ngươi coi chừng cái khác thiên thần cảnh. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi ngưng tụ, trong tay Tu La kiếm rung động nhẹ nhẹ, vô tận kiếm khí gào thét, toàn bộ không gian cũng hơi rung rung. Là, điện chủ, thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người do dự lúc này, vẫn là gật gật đầu. Bọn họ muốn cùng Tiêu Phàm liên thủ đối phó Âm Tuyệt, nhưng là nghĩ đến Tiêu Phàm vừa mới thế nhưng là đánh lén giết chết một cái cổ thần cảnh cường giả, nghĩ đến đối diện Âm Tuyệt một người cũng uy hiếp không được Tiêu Phàm an nguy. Ngược lại là Thiên Âm Tông sáu mặt khác thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, nếu như không ai ngăn lại bọn họ hủy diệt đệ nhất thành chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta cũng phải nhìn xem, cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh so sánh, đến cùng mạnh ở nơi đó. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đạp chân xuống, giống như một chuôi trường kiếm đồng dạng xông thẳng cửu tiêu. Đệ nhất thành chung quanh, đều có thể nghe được cái kia trường kiếm kêu to thanh âm. Giờ phút này, đệ nhất thành đệ nhất Diêm La Điện vị trí một ngọn núi phía trên, đứng ở ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái tịnh lệ nữ tử, người mặc một bộ hắc sắc váy dài. Hắc sắc váy dài váy cổ áo thấp lộ ra đầy đặn bộ ngực, mặt dường như phù dung, lông mày như lá. Một đôi yêu mị con mắt câu tâm hồn người, lẳng lặng nhìn phía xa, da thịt trắng như tuyết lộ da trắng nõn quang trạch. Nàng trên mặt hắc sắc mạng che mặt, có một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn che bộ mặt, thấy không rõ chân chính dung mạo. Bất quá ở sau lưng nàng, đứng đấy hai cái nữ tử hiển nhiên là nàng nha hoàn, hơn nữa đều nắm giữ tuyệt mỹ dung mạo, có thể tưởng tượng nữ tử này dung nhan, đoán chừng xưng là tuyệt thế vưu vật cũng không đủ. Quỷ dị nhất là váy đen nữ tử trên người khí tức không tiêu tan mảy may, đoán chừng Tiêu Phàm ở chỗ này, cũng nhìn không thấu nàng bất luận cái gì tu vi. Tiểu thư, ngài hơn mấy tháng chưa từng ra cửa, làm sao lần này đột nhiên tới này đất nghèo đâu. Đột nhiên, váy đen nữ tử sau lưng một người mặc màu hồng váy dài nữ tử mở miệng nói. Đúng vậy à tiểu thư, lão gia hẳn là không cho ngài đi ra ngoài mới đúng à. Một cái khác váy xanh nữ tử cũng tốt ngạc nhiên nói. Vâng, váy đen nữ tử nghe vậy, trực tiếp nâng lên tay phải, ở cái kia trắng nõn như ngọc thủ trên cổ tay, mang theo một cái tinh xảo lục sắc vòng tay. Vòng tay phía trên tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, mà lại còn điêu khắc một chút ảo diệu đường vân, hiển nhiên, cái này vòng tay không đơn giản. Tỏa không trạc, hai cái nha hoàn sắc mặt đồng thời kinh hô mà ra. Tiểu Hoa, Tiểu Điệp, các ngươi coi là cha ta hảo tâm như vậy sao? Váy đen nữ tử tức giận nói, ta biết rõ, cha ta nhường các ngươi đi theo ta, cũng là giám thị ta, cho nên mang theo cái này tỏa không trạc cũng không quan hệ. Tiểu Hoa Tiểu Điệp không dám, màu hồng váy dài cùng thanh sắc váy dài nữ tử đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Tốt, ta cũng liền nói một chút mà thôi, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, ta lại không chết, đứng lên đi. Váy đen nữ tử khoát khoát tay, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Sau đó. Nàng ánh mắt đột nhiên tại nhìn về phía nơi xa Tu La Phong vị trí, có vẻ như lần này đến, đụng phải có ý tứ sự tình đâu. Thoại âm rơi xuống, lại là nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm đột nhiên bay lên trời, váy đen nữ tử tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, cũng liền thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Cái này ngược lại không có gì đáng giá nàng để ý, nhưng mà, cái này thiên thần cảnh hậu kỳ đối diện địch nhân, lại là cổ thần cảnh A. Người này chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, vậy mà còn chủ động giết đi lên. Lấy thiên thần cảnh hậu kỳ, đối chiến cổ thần cảnh. Cái kia hai cái nha hoàn cũng hơi kinh ngạc,
ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nơi xa. Ầm ầm, hư không nổ vang liên tục, lại là Tiêu Phàm rốt cục cùng Âm Tuyệt đụng vào nhau, hắn một kiếm chém ra Âm Tuyệt trưởng cương, thân hình lên như diều gặp gió, kiếm khí đâm thẳng Âm Tuyệt ngực. Nho nhỏ thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù không cần tự mình động thủ, bản tông chủ cũng có thể tùy tiện diệt sát ngươi, hừ. Âm Tuyệt khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Một thoáng thời gian, một cỗ huyền diệu khí thức từ hắn trên người dập dờn mà ra, giống như cực quang đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn công kích, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, chỉ có linh hồn công kích mới có khủng bố như vậy tốc độ, cũng chỉ có linh hồn công kích, Âm Tuyệt mới tự tin như vậy. Hắn cổ thần cảnh tiền kỳ linh hồn lực lượng, nghiền ép một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không phải người bình thường, làm linh hồn công kích xông vào Tiêu Phàm não hải thời khắc, Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, ma diệt đạo kia linh hồn công kích, liền thí thần đều không nhường xuất thủ. Ân, Âm Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn linh hồn lực lượng thế nhưng là vô cùng cường đại a, vậy mà không có thể làm gì một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Không nói hắn kinh ngạc, liền là nơi xa váy đen nữ tử cũng lóe qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, cổ thần cảnh tu sĩ linh hồn lực lượng nghiền ép thiên thần cảnh tu sĩ chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mới đúng a. Trước mắt cái này thiên thần cảnh hậu kỳ vậy mà một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Sinh tử thế giới, nhưng mà, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một đạo quát nhẹ vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên đề nhanh, cả người dường như một chuôi ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng. Phốc phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, ngay sau đó một ngụm máu kiếm bắn ra, Âm Tuyệt quanh thân hắc khí phồng lên, giọt giọt máu tươi từ trong hắc vụ rơi xuống. Làm sao sẽ? Âm Tuyệt toàn thân khẽ run lên, thanh âm có chút khàn khàn, đầu hắc vụ bốc lên, tức khắc lộ ra một trương dữ tợn khuôn mặt. Hắn không thể tin được, bản thân lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ thương tổn tới. Ngươi, ngươi cũng là thần tu. Thật lâu, Âm Tuyệt lúc này mới nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Thần tu, đây chính là cực kỳ thưa thớt a, 100 cái tu sĩ bên trong, đồng dạng cũng chỉ có một người là thần tu. Thần tu tu vi cố nhiên khả năng không bằng thể tu cường giả, nhưng thần tu đều là có thể vượt giai chiến đấu tồn tại, thậm chí, đồng giai bên trong, thần tu bình thường đều có thể hoàn ngược thể tu. Vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thần tu công kích liền có thể đánh trúng thể tu cường giả, trước đó, thể tu khả năng còn không có động thủ. Liền tựa như Âm Tuyệt, hắn mặc dù là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng hắn linh hồn lực lượng cũng đã không kém gì cổ thần cảnh trung kỳ. Chỉ riêng linh hồn mà nói, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ thể tu cường giả cũng không bằng hắn. Bởi vậy, tại thái cổ thần giới, thần tu thường thường so thể tu càng cho người tôn trọng cùng kính sợ. Điện chủ cũng là thần tu, Quỷ Thiên Cửu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chính hắn là thần tu, tự nhiên sẽ hiểu thần tu cường đại. Nhưng hắn một mực coi là Tiêu Phàm là thể tu, bởi vì lịch đại tu la điện chủ đều là thể tu. Quỷ Thiên Cửu cũng cho tới bây giờ không hướng phương diện này nghĩ. Thẳng đến hiện tại, Quỷ Thiên Cửu mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng càng muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm là thần tu cái này thân phận, đoán chừng thiên thần cảnh bên trong liền không có mấy người dám đối phó hắn, trừ phi là đồng cấp bậc thần tu. Tiêu Phàm cười không nói, hắn mặc dù chưa nói tới là thuần khiết thần tu, nhưng bởi vì linh hồn thiên phú tồn tại, hắn linh hồn cường độ lại so phổ thông thần tu đều muốn cường hoành. Đồng dạng, Tiêu Phàm không phải thuần khiết thể tu, nhưng hắn sức mạnh thân thể, lại đủ để ngạnh kháng cổ thần cảnh tiền kỳ cường giả công kích. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao dám theo cổ thần cảnh tiền kỳ Âm Tuyệt đối kháng nguyên nhân. Hừ, cho dù ngươi là thần tu, vậy cũng chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào, bản tông chủ diệt ngươi. Liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Âm Tuyệt lạnh rên một tiếng, lại khôi phục tự tin. Liền bằng ngươi người này không được người, quỷ không ra quỷ mặt hàng. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Âm Tuyệt. Nếu luận mỗi về cảnh giới, Tiêu Phàm xác thực không bằng Âm Tuyệt, nhưng là luận thực lực, Tiêu Phàm có thể chưa hẳn sợ hắn, chỉ ít bây giờ Tu La Điện, đối mặt hai cái cổ thần cảnh cường giả, căn bản không tất yếu e ngại. Nếu là trước đó tam đại cổ thần cảnh cường giả đột kích, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần,
cho nên vừa mới Tiêu Phàm mới thiết kế giết Thiên Âm Tông một cường giả. Các ngươi 6 người, diệt nơi này. Âm Tuyệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Lục Đại Thiên Thần Cảnh đỉnh phong nói. Là, Tông Chủ, Lục Đại Thiên Thần Cảnh cường giả cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nhao nhao hướng về 6 cái phương hướng kích xạ mà đi. Dừng lại, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu hai người đại biến, không chút do dự đuổi theo. Thế nhưng là bọn họ chỉ có 2 người, đối phương đã có 6 người, 2 người có thể không biết cái gì 3 đầu 6 tay thần thông, không có khả năng đem 6 người chắn trở về. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia 6 người cố ý phân tán bắn ra, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, lạnh lẽo nhìn xem Âm Tuyệt nói, lại muốn so nhiều người đúng không? Ta Thiên Âm Tông nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng, nhiều người chẳng lẽ không cần sao? Âm Tuyệt hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm lửa giận công tâm bộ dáng, hắn trong lòng liền sảng khoái vô cùng không thôi, danh con, còn dám cùng bản tông chủ chơi, bản tông chủ quát tháo thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết có hay không xuất sinh đâu. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm, Tiêu Phàm 10 phần nghiêm túc nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một thoáng thời gian, tại Tiêu Phàm bên người, đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Ách, Âm Tuyệt con ngươi khẽ run lên. Đệ nhất Diêm La Phong bên trên váy đen nữ tử trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua vẻ kinh dị, nói, linh hồn phân thân sao? Một cái Tiêu Phàm, đột nhiên biến thành 2 cái, bọn họ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có linh hồn phân thân. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một bộ linh hồn phân thân, liền có thể nghịch chuyển thế cục sao? Âm Tuyệt khôi phục rất nhanh bình tĩnh, bắt đầu ngông cuồng cười ha ha. Một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào, đoán chừng cách bản thể đều chênh lệch cách xa vạn dặm đây này, lại càng không cần phải nói cùng hắn cái này cổ thần cảnh cường giả so sánh. Nhưng mà sau một khắc, Âm Tuyệt tiếng cười két két mà dừng. Vừa mới vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, đột nhiên, trong đó một cái Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng biến hóa, một cái biến thành 2 cái, 2 cái biến thành 4 cái, 4 cái biến thành 8 cái. Mấy tức thời gian. Hư không đâu đâu cũng có hắc sắc thân ảnh, lít nha lít nhít, răng đầy mỗi một chỗ không gian. Nhiều như vậy, Âm Tuyệt khóe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng dạng thần tu đều có thể tu luyện một lượng cỗ linh hồn phân thân, có thể vượt qua 3 bộ người, đã coi như là thần tu bên trong thiên tài. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà tu luyện mấy trăm cỗ linh hồn phân thân, quỷ dị nhất là, mỗi một bộ linh hồn phân thân đều là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi. Liền quả thực có chút kinh khủng. Mấy trăm thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù hắn Thiên Âm Tông cũng xa xa không bằng a. Đây không phải linh hồn phân thân, chẳng lẽ là nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh váy đen nữ tử đôi mắt đẹp rung động, bờ môi có chút phát run, nói, linh hồn phân liệt, đây là trong truyền thuyết linh hồn phân liệt. Tiểu thư, cái gì là linh hồn phân liệt? Trong đó cái kia váy xanh nữ tử Tiểu Điệp hiếu kỳ hỏi. Váy đen nữ tử thu liếm tâm thần, bỗng nhiên quay người nhìn về phía 2 cái nữ bộc nói, Tiểu Điệp, Tiểu Hoa, các ngươi tốt nhất đem vừa mới ta nói tới quên đi, đối các ngươi không chỗ tốt. Vâng, 2 nữ nào dám do dự, vội vàng gật đầu hẳn là. Váy đen nữ tử thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía nơi xa, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, nếu như, sự kiện kia hắn có thể tham dự, ta U Vân Phủ có lẽ có thể lấy được không sai thứ tự. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lại mấy trăm cỗ linh hồn phân thân. Âm Tuyệt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mấy trăm Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức đều giống nhau như đúc, đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, nếu như chiến lực đều cùng hắn bản thể giống nhau như đúc nói, chẳng phải là tương đương với mấy trăm thần tu. Ngươi không phải muốn so nhiều người sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường. Tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đừng nói mấy trăm cỗ linh hồn phân thân, liền là mấy ngàn cỗ, Tiêu Phàm cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra đến, chỉ bất quá kể từ đó, hắn linh hồn phân thân lực lượng liền sẽ giảm bớt. Hiện tại mặc dù chỉ có 216 cỗ linh hồn phân thân, nhưng thực lực có thể không kém với hắn bản thể bao nhiêu, đây cũng là Tiêu Phàm hấp thu mấy đóa thiên mộ thần hoa cánh hoa, cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Đương nhiên, cái này 216 cỗ linh hồn phân thân cố nhiên cường đại, nhưng là đồng dạng không có khả năng thời gian dài rời đi bản thể mà tồn tại.
ý niệm khẽ động, hơn 200 cỗ linh hồn phân thân bỗng nhiên giống như cực quang đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương lao đi. Sơ giai tu sĩ chỉ thấy từng đạo lóe chỉ từ đôi mắt bên trong xẹt qua, liền lại cũng không thấy được gì. Âm Tuyệt sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng thầm mắng không thôi, lão tử không phải đang cùng ngươi so nhiều người, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Hắn thiếu chút nữa thì gào thét đi ra, ngươi tiểu tử chơi xấu, cái này hơn mấy trăm thiên thần cảnh, còn thế nào chơi? Thế nhưng là, trước đó là chính hắn nghĩ ỉ nhiều người, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, Tiêu Phàm đều sẽ không để ý tới. Đám người cũng đã có thể tưởng tượng đến Thiên Âm Tông cái kia lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong kết cục, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ biến thành thi thể. Tiểu tử, còn không ngừng tay. Thật lâu, Âm Tuyệt mới biệt xuất một câu, hắn thực sự không biết nói gì. Dừng tay, ngươi không phải muốn so nhiều người sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem Âm Tuyệt, lập tức bắt chước Âm Tuyệt trước đó ngữ khí. Đem hắn nói chuyện qua y nguyên trả trở về, ta đệ nhất thành nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nhiều người chẳng lẽ không cần sao? Tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 218, hai đổi mới thời gian, 2017-1113-10-55-02. Âm Tuyệt nghe được Tiêu Phàm lời nói, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, vừa mới hắn là tự cho là chiếm cứ thượng phong, có thể quét ngang đệ nhất thành, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm tên biến thái này, vậy mà có nhiều như vậy thiên thần cảnh linh hồn phân thân, đây không phải đùa nghịch người sao? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh nói, người có thể lăn. Tiêu Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem Âm Tuyệt nói. Âm Tuyệt hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đường đường uy tín lâu năm cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ không nhìn, khẩu khí này hắn chỗ nào nuốt xuống. Huống hồ, lần này đến. Hắn vốn liền là hủy diệt phi kiếm môn, thuận tiện thu lấy Thanh Nham bộ lạc, Lưu Vân Tông cùng tứ đại bất nhập lưu thế lực địa bàn. Chỉ bất quá là đột nhiên tâm huyết dâng lên, muốn nhìn một chút trong vòng một tháng, nhất thống phi kiếm môn cái này tam lưu thế lực cùng mặt khác bốn không chừng nhập lưu thế lực cái này thế lực thực lực như thế nào. Nguyên bản coi là hủy diệt Tu La Điện chỉ là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Tu La Điện cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta nếu không lăn đâu, Âm Tuyệt đằng đằng sát khí nói, muốn cho hắn cứ như vậy rời đi, cái kia làm sao có thể chứ? Ngươi nếu không lăn, vậy liền tận mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng nói, ta chỉ là hảo tâm, không cho ngươi thấy chính mình người chết ở trước mắt mà thôi. Âm Tuyệt mới vừa muốn mở miệng phản bác. Lại là nhìn thấy nơi xa lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới, rất nhanh, máu me đầm đìa thân ảnh quỳ sát tại Tu La Điện trước cửa quảng trường bên trên, ngoại trừ Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, còn có thể là ai đâu. Điện chủ uy vũ, lúc này, Tu La phòng bốn phía vang lên từng đạo kích động thanh âm, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như lại nhìn thần minh đồng dạng, tràn đầy kính sợ. Một chút phi kiếm môn cùng bốn không chừng nhập lưu thế lực tu sĩ thấy thế, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ bị Hàn Lê mang đến, nguyên bản trong lòng liền kìm nén một tia khó chịu, trước đó nhìn thấy Thiên Âm Tông tông chủ tự mình đánh tới, bọn họ càng là kinh khủng không thôi. Nhưng mà giờ phút này, sự tình hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến, Thiên Âm Tông tông chủ căn bản không có bọn họ tưởng tượng nhẹ nhõm đổ diệt thành này cùng Tu La Điện. Ngược lại kết quả hoàn toàn tương phản. Tu La Điện so bọn họ tưởng tượng muốn cường đại nhiều lắm, liền Thiên Âm Tông thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Ngươi, Âm Tuyệt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thật lâu mới phẫn nộ quát, thả bọn họ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, Tiêu Phàm làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, trong hô hấp, Tiêu Phàm lại mặt như băng xương, khinh thường nói, ngươi thực lực không bằng gì, da mặt cũng không phải đồng dạng dày. Nếu là Thiên Âm Tông từng cái đều giống như ngươi, da mặt liền có thể rèn đúc tường đồng vách sắt. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, băng lãnh phun ra một chữ, giết. Giết, một chữ phun ra, giống như lôi âm đồng dạng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bốn cỗ linh hồn phân thân cùng thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cừu, đột nhiên cũng trưởng thành đao, không lưu tình chút nào nổi giận chém mà ra. A a liên tục mấy tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh cường giả đầu người cùng nhau rơi xuống đất,
trên cổ mới phun ra dài hơn một trượng cột máu. Tề đệ nhất thành tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, da đầu cảm giác có chút run lên. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong a, vậy mà nói giết liền giết. Nếu như có thể chiêu hàng bọn họ, Tu La Điện khả năng liền nhiều lục đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh a. Có thể Tiêu Phàm, vậy mà mảy may không có bất cứ chút do dự nào liền giết bọn họ. Tàn nhẫn, quyết đoán, cường thế, đây là những cái kia không hiểu rõ Tiêu Phàm người đối Tiêu Phàm nhận biết, mà Tu La Điện người, lại tựa như sớm đã thành thói quen đồng dạng, cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Hắn thật đúng là dám a, dạng này giết Thiên Âm Tông lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Thiên Âm Tông điên cuồng trả thù sao? Nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tay bưng bít lấy miệng. Váy đen nữ tử ánh mắt lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, nàng rất muốn nhìn thấu Tiêu Phàm đến cùng còn có cái gì ỷ vào. Một cái chỉ có một cái cổ thần cảnh thế lực, dựa vào cái gì cùng uy tín lâu năm Tam Lưu Tông môn Thiên Âm Tông so sánh. Cố nhiên hiện tại giết lục đại thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể trấn trụ Âm Tuyệt, có thể một khi Âm Tuyệt lấy lại tinh thần, nâng Thiên Âm Tông tất cả lực lượng đánh tới, Tu La Điện có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được. Bản tông chủ muốn xé sống ngươi. Phẫn nộ tiếng gào thét từ Âm Tuyệt trong miệng truyền ra, bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ không nhìn, cũng đã đầy đủ nhường hắn phẫn nộ rồi. Có thể hiện tại, tiểu tử này vậy mà còn ngay trước hắn mặt, tại hắn Âm Tuyệt dưới mắt, đem hắn Thiên Âm Tông người giết đi. Hắn muốn là không có bất kỳ bày tỏ gì, về sau còn như thế nào tại Thiên Âm Tông tu sĩ trước mặt lập uy. Thoại âm rơi xuống, vô tận hắc vụ quay cuồng, hắc vụ hóa thành một cái quỷ trưởng, hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống, thiên địa run lẩy bẩy, không gian đều thật giống như bị bắt đầu phong tỏa. Đây là thất tuyệt trưởng, tin đồn chỉ có tuyệt tình tuyệt tính nhân tài có thể tu luyện, tại thần thông bên trong, cũng coi là tương đối cường đại. Không sai, hẳn là có thể tính được là huyền giai thần thông, uy lực cùng linh giai thần thông so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Một kích này, đoán chừng cổ thần tiền kỳ, cũng phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản. Một chút thái cổ thần giới tu sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Tu La Phong bốn phía tu sĩ, càng là điên cuồng hướng về nơi xa thối lui, có bao nhiêu xa liền trốn bao xa. Vẻn vẹn chỉ là một cái trưởng cương, liền bao phủ chu vi hơn 10 dặm, có thể nghĩ một kích này cường hãn, huyền giai thần thông, oanh sát cổ thần cảnh đều không nói chơi. Lan, nhìn thấy cái kia trưởng cương oanh sát mà tới, Tiêu Phàm trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân thể đạp không mà lên, một cái bàn tay dò xét ra ngoài, dường như chảo không phải là chảo, dường như trưởng không phải là trưởng. Tốc độ kia, nhanh như chớp lóe, dù là cổ thần cảnh tiền kỳ, cũng chỉ có thể bắt được một đạo quang mang. 3. Âm Tuyệt còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, một đạo dấu năm ngón tay hung hăng quất vào trên mặt hắn, một ngụm răng toàn bộ vỡ nát. Loại kia cảm giác, liền tựa như bị một khỏa lưu tinh đập trúng đồng dạng, toàn thân gân cốt vỡ nát, đau hắn nhe răng trợn mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, Âm Tuyệt thân thể giống như đạn pháo một dạng, hung hăng nện ở đệ nhất thành bên ngoài một ngọn núi phía trên, tốt mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Một trường này, đem tất cả mọi người đánh mộng, toàn bộ đều ngây ngốc nhìn phía xa. Tê thật lâu, hít một hơi lãnh khí thanh âm lúc nào cũng truyền đến, tất cả mọi người tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là cổ thần cảnh a, lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ một bàn tay tát bay. Cái này thật chỉ là một cái chiến thần cảnh cách làm sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, không có ai sẽ tin tưởng tất cả những thứ này. Nhất định sẽ cho rằng cái này chỉ là thiên phương dạ đàm. Hỗn trướng, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ từ đệ nhất thành bên ngoài truyền đến, lại là nhìn thấy Âm Tuyệt toàn thân chật vật từ trong một mảnh phế tích xông ra, trên mặt còn mang theo một cái màu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Không cần nghĩ cũng biết rõ, một trưởng này chính là vừa mới Tiêu Phàm rút. Còn chưa cút, Tiêu Phàm sắc mặt đạm nhiên, đứng lơ lửng trên không. Băng lãnh con người đằng đằng sát khí nhìn xem trùng sát mà tới Âm Tuyệt. Không biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia băng lãnh con người, Âm Tuyệt lại là ma xui quỷ khiến đã ngừng lại thân hình, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm bất an. Tông chủ bị dọa, cách đó không xa, Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm vẻ, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt.
ai cũng không ngờ tới, đường đường Thiên Âm Tông tông chủ, lại bị Tiêu Phàm một câu gây kinh hãi, thật đứng ở cái kia không nhúc nhích, không dám tiến lên. Âm Tuyệt cũng phát hiện bản thân có chút không thích hợp, bản thân vậy mà đang sợ một cái thiên thần cảnh. Nghĩ vậy, hắn trong lòng mười phần ảo não, thế nhưng là hối hận cũng đã vô dụng. Nhục thân thần thông ngươi không bằng ta, linh hồn ngươi cũng không bằng ta, nếu không, ngươi thử lại một cái thần cách. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, một mặt coi thường nhìn xem Âm Tuyệt nói. Nghe nói như thế, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng khó coi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Đột phá đến thiên thần cảnh đằng sau, tu luyện là thần thông, người bình thường muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, đều là cực kỳ gian nan. Tiêu Phàm tự hỏi thiên phú bất phàm, nhưng đến bây giờ, cũng cảm thấy tỉnh một loại tiên thiên thần thông, kia chính là ngự. Có thể nghĩ thức tỉnh tiên thiên thần thông gian nan. Bởi vậy, đại bộ phận người tu luyện đều là hậu thiên thần thông. Mà thần thông, từ dưới mà lên, phân biệt chia làm linh giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai. Mỗi một giai ở giữa uy lực đều chênh lệch rất lớn. Tiêu Phàm vừa mới cùng hắn Âm Tuyệt đối oanh thần thông, nguyên bản Âm Tuyệt coi là hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát Tiêu Phàm, dù sao, hắn thi triển chính là huyền giai thần thông thất tuyệt trường. Tại một đám tam lưu thế lực bên trong, nắm giữ huyền giai thần thông đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình, Âm Tuyệt sở dĩ có thể sáng lập Thiên Âm Tông, ở mức độ rất lớn cũng đắc ý với hắn thất tuyệt trường. Nhưng mà, nhưng hắn không nghĩ đến là Tiêu Phàm vậy mà tu luyện địa giai thần thông, lại tăng thêm cái kia có thể so với cổ thần cảnh tiền kỳ sức mạnh thân thể, vậy mà có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam, nếu như có thể lấy được Tiêu Phàm trên người địa giai thần thông, bản thân thực lực thế nhưng là lại có thể nâng cao một bước a. Đến lúc đó, bằng vào sức mạnh thân thể, hắn cũng có khả năng cùng cổ thần cảnh trung kỳ cường giả ngạnh kháng. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là nhục thân có thể chiếm được thượng phong, hắn Âm Tuyệt muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không khó, dù sao hắn chính là thần tu, linh hồn công kích có thể trong nháy mắt gạt bỏ Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, linh hồn cường độ cũng vô cùng cường đại, căn bản không phải nó có thể nghiền sát. Về phần Tiêu Phàm nói tới bức thần nghiên cứu, Âm Tuyệt cũng không dám. Dùng thần cách công kích thế nhưng là tương đương với dùng bản thân mệnh đang liều. Mặc dù nói chung, tu sĩ thực lực càng mạnh, mệnh cách cũng càng cường đại, nhưng là, trên đời này thế nhưng là còn có một loại gọi là thiên hữu chi nhân. Thiên hữu chi nhân vừa ra đời liền nhận thượng thiên phù hộ, mệnh cách tôn quý vô cùng cùng cường đại, đừng nói hắn chỉ là cổ thần cảnh, liền là thần vương, cũng chưa hẳn có thể làm gì được rồi đối phương. Cho nên, tu sĩ không đến ép vào tuyệt lộ thời điểm, bình thường là sẽ không dùng bản thân mệnh cách công kích, trừ phi cũng đã không đường có thể lui. Hiện tại Âm Tuyệt không đường có thể lui sao? Hiển nhiên không phải, hắn còn có thể nhẹ nhõm rời đi, hắn dù sao cũng là một tông tông chủ, đối phó Tiêu Phàm cũng không được nhất định muốn bản thân xuất thủ. Thậm chí, hiện tại cũng chưa hẳn là hắn chân chính thực lực, có thể trở thành nhất tông chi chủ, Âm Tuyệt cũng không có khả năng như mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta cùng với ngươi liều chết. Âm Tuyệt lạnh rên một tiếng, một bộ ta không lên ngươi coi bộ dáng, khinh thường nói, ta phía sau thế nhưng là toàn bộ Thiên Âm Tông, giết ngươi chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Nói nhiều như vậy lời nhảm làm cái gì, không dám liền là không dám, nếu không dám, vậy còn không lăn trứng. Tiêu Phàm nhưng không có cái gì tốt ngữ khí. Hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Cái này Âm Tuyệt so với hắn tưởng tượng muốn nhát gan rất nhiều, khó trách chỉ là một cái tam lưu tông môn tông chủ, liền liều mạng quyết đoán đều không có. Ngươi, Tiêu Phàm trái một câu lăn, phải cũng là một câu lăn, nhưng Âm Tuyệt phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn lại vô lực phản bác. Liền cho bản thân tông môn người báo thủ dũng khí đều không có, ngươi không xứng làm nhất tông chi chủ. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói. Nguyên bản ta coi là Thiên Âm Tông như thế nào cường đại. Không nghĩ tới ngay cả tông chủ đều là kém cỏi, ai, thực sự là quá thất vọng rồi. Người nào nói không phải đây, Lưu Vân Tông hủy diệt, ta dù sao cũng là thiên thần cảnh, vốn đang dự định đi đầu quân Thiên Âm Tông, có thể hiện tại, ta không muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Cái này đệ nhất thành phía sau không biết kêu cái gì thế lực, bất quá nghĩ đến có thể hủy diệt Phi Kiếm Môn, Lưu Vân Tông cùng mấy đại thế lực,
hắn thực lực cũng khẳng định không kém. Ai nói là hủy diệt phi kiếm môn, nhân ra là nhường phi kiếm môn cùng cái kia mấy đại thực lực thần phục tốt ra, cái này thế nhưng là hoàn toàn không giống. Đệ nhất thành bên ngoài quan chiến tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên, bọn họ bên trong rất nhiều người nguyên bản còn đang suy nghĩ gia nhập Thiên Âm Tông, nhưng là hiện tại, Âm Tuyệt quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tu sĩ sở dĩ gia nhập các đại thế lực, không phải liền là vì tìm kiếm một cái bảo hộ sao? Một cái liền cho bản thân tông môn tu sĩ báo thủ dũng khí đều không có tông chủ, nếu như gia nhập trong đó, lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ý cười, sau đó cố ý tăng lớn thanh âm, truyền khắp tứ phương nói, bản nhân chính là đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, hiện rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập. Tiêu Mỗ thực lực cố nhiên có hạn, nhưng Tiêu Mỗ dùng người đầu cam đoan, giống như có người khi dễ đến đệ nhất thành tu sĩ trên người, Tiêu Mỗ nhất định dùng ta đây nhỏ yếu thân thể, cùng liều mạng đến cùng. Nhục ta đệ nhất thành người, Chu. Lấn ta đệ nhất thành người, Chu. Nhục ta đệ nhất thành người, Chu. Lấn ta đệ nhất thành người, Chu. Tiêu Phàm âm vang hữu lực lời nói, giống như lôi minh đồng dạng, rung động tại tất cả mọi người trái tim, đệ nhất thành tu sĩ cảm giác huyết dịch đều sôi trào một dạng. Bọn họ thân làm đệ nhất thành người, có dạng này thành chủ, còn có cái gì khả cầu đâu. Dù là những cái kia trước đó đối Tiêu Phàm còn có khúc mắc phi kiếm môn cùng tứ đại thế lực cường giả, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng, trong con ngươi lóe qua một tia vẻ kính sợ. Ta nguyện ý gia nhập đệ nhất thành, ta cũng muốn gia nhập đệ nhất thành bên ngoài, rất nhiều tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, muốn gia nhập đệ nhất thành. Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cái này rõ ràng là cùng địch tông tông chủ đại chiến tốt ha, làm sao đột nhiên biến thành chiêu mộ tu sĩ. Bọn họ trước đó còn đang tại vì đệ nhất thành không ai mà phát sầu đây này, hiện tại đi qua Tiêu Phàm như thế nháo trò, tiếp xuống tới đệ nhất thành đoán chừng kín người hết chỗ. Dù sao, Tiêu Phàm trước đó thu phục phi kiếm môn cùng tứ đại thế lực thế nhưng là có trên trăm tòa thành trì, nhân khẩu tuyệt đối là tính đến trăm ức. Coi như đệ nhất thành cố ý đề cao tiêu chuẩn, đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều người lục tục gia nhập. Cùng Âm Tuyệt một trận chiến, rất nhiều người đã thấy đệ nhất thành tiềm lực, chí ít cũng đã không kém gì tam lưu thế lực. Hắn là sớm coi như tính toán cẩn thận sao? Tu La Phong phía dưới, Quân Nhược Hoan ngẩng đầu hít sâu một cái nói, ánh mắt khát khao nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Đã trải qua chiến hồn đại lục một trận chiến, Quân Nhược Hoan đối Tiêu Phàm trí tuệ cùng thủ đoạn đã có biết, nhưng là hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng càng thêm nhạy bén, mưu tính cũng càng lâu dài. Có lẽ, Tiêu Phàm đã sớm biết rõ Thiên Âm Tông sẽ đến nơi này, đầu tiên là giết Thiên Âm Tông cổ thần cảnh trưởng lão, sau đó lại áp chế bại Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt. Liền hai chuyện này, cũng đã đủ để cho đệ nhất thành tạo thế, nhưng một chút bất nhập lưu thế lực thay đổi cách nhìn, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, những cái kia thế lực liền sẽ nhao nhao phụ thuộc đệ nhất thành. Hỗn trướng, Âm Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Nếu như hắn còn không biết Tiêu Phàm là ở lợi dụng hắn, đây cũng là không phải nhất tông chi chủ. Lan, Tiêu Phàm thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh, tiện tay một trường vung ra, hắn bàn tay chán phóng vô lượng quang mang, chói mắt vô cùng, một cái sáng chói đại thủ gào thét mà ra. Ba, lại là một tiếng nổ vang, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Âm Tuyệt lần nữa bị hung hăng một bàn tay đập bay ra ngoài. Lại bị tát bay, đám người lần nữa trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin tưởng. Nếu như nói lần thứ nhất quất bay Âm Tuyệt chỉ là vận khí mà thôi, cái kia lần thứ hai đâu. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm quất bay Âm Tuyệt là như thế nhẹ nhõm, không biết còn coi là Âm Tuyệt chỉ là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Thực lực, tuyệt đối thực lực, giờ phút này, tất cả mọi người đối Tiêu Phàm thực lực đều có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ có cường đại thực lực, mới có thể đem cổ thần cảnh tiền kỳ thần tu cường giả liên rút hai bàn tay. Điện chủ không phải là cố ý dẫm lên Thiên Âm Tông thượng vị a. Thần Thiên Nghiêu trong đầu trước tiên toát ra một cái ý nghĩ, quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm cũng quá biến thái, vậy mà từ ngay từ đầu, Tiêu Phàm liền suy nghĩ lấy tính toán Thiên Âm Tông. Đi qua vừa mới sự tình, đệ nhất thành thanh danh,
rất nhanh liền sẽ truyền khắp chung quanh thành trì cùng thế lực, đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít người gia nhập đệ nhất thành. Kể từ đó, đệ nhất thành nhân khẩu thiếu khuyết vấn đề, cũng rất nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là thần Thiên Nghiêu nghĩ không ra là, Tiêu Phàm tại sao không tuyên bố Tu La Điện tồn tại đây này, vẻn vẹn lấy đệ nhất thành đại biểu mới thế lực. Vừa mới đó là địa giai thần thông, Quỷ Thiên Cửu híp hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn cũng không có để ý Tiêu Phàm đem Thiên Âm Tông tông chủ tát tay đi, trong đầu một mực hồi tưởng đến Tiêu Phàm vừa mới thi triển thần thông thủ đoạn. Quỷ Thiên Cửu rõ ràng Tiêu Phàm nội tình, Tiêu Phàm cố nhiên có thể được xưng tụng là thiên phú bất phàm, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều chỉ là tiểu thế giới đi ra người. Tiểu thế giới thần thông thủ đoạn, cơ hồ không có cái gì vào hắn Quỷ Thiên Cửu pháp nhãn. Nếu như không phải Tiếu Thương Sinh năm đó thừa dịp hắn thụ thương đánh lén hắn, hắn cũng sẽ không bị Tiếu Thương Sinh khống chế. Tại Quỷ Thiên Cửu nhìn đến, Tiêu Phàm có thể thi triển ra huyền giai thần thông đã coi như là cường đại, dù sao, đại thế giới một chút phổ thông thế lực cùng gia tộc, cũng đồng dạng chỉ có huyền giai thần thông. Địa giai thần thông, cho dù tại Thái Cổ Thần Giới, cũng chỉ có nhị lưu thế lực cùng một chút cực kỳ cường đại tam lưu thế lực mới có thể nắm giữ. Nhưng mà vừa mới Tiêu Phàm vậy mà thi triển ra địa giai thần thông, cái này khiến Quỷ Thiên Cửu như thế nào không được kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ, đột nhiên, Quỷ Thiên Cửu tâm thần chấn động, con người kịch liệt run một cái, chiến hồn đại lục thật có Tu La Vương truyền thừa, mà lại còn bị hắn chiếm được. Nghĩ vậy, Quỷ Thiên Cửu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi, trở nên có chút kính sợ lên. Tiêu Phàm không lộ liễu. Vậy mà sớm cũng đã lặng lẽ thu được Tu La Vương truyền thừa, nếu như chết đi Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U hai người biết rõ Tiêu Phàm lấy được Tu La Vương truyền thừa sự tình, có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. Quỷ Thiên Cửu trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, là ta quá coi thường hắn trí khôn, có lẽ, ta điểm này tiểu tâm tư, hắn cũng sớm cũng đã biết ha. Quỷ Thiên Cửu giờ phút này cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm nhìn như cái gì đều không biết. Nhưng mỗi một bước đều đi ổn, cái gì đều là tính trước kỹ càng. Hắn biết rõ, chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không yên lặng, sớm muộn sẽ trở thành một phương cự phách. Nơi xa đệ nhất Diêm La trên đỉnh, váy đen nữ tử cũng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng cảm giác nặng nề nói, vừa mới một kích kia, rất giống trong truyền thuyết Trích Tinh Thủ, ta nhớ kỹ Trích Tinh Thủ hình như là Huyền Nguyệt cổ vực một cái nào đó đại gia tộc đi, chẳng lẽ hắn là Huyền Nguyệt cổ vực người? Lập tức váy đen nữ tử lại lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, thầm nói, mặc kệ có phải hay không, hắn thực lực cũng đã đủ để sánh ngang thiên vũ vực tuyệt thế thiên tài, nếu như mời hắn gia nhập 3 tháng hậu thiên bảng chi tranh, lần này, ta U Vân Phủ có đại ca cùng hắn, tất nhiên không cần hạng chót. Nghĩ vậy, váy đen nữ tử tâm tư cũng đã bắt đầu linh hoạt lên, trầm ngâm lúc này, nàng đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Tu La Phong vị trí bay đi. Danh con! Ngươi thật sự cho rằng bản tông chủ sợ ngươi rồi hay sao? Lúc này, bị đánh bay Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt lần nữa vọt lên, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, so với vừa mới, khí thế của hắn càng khủng bố hơn. Hiển nhiên, bị Tiêu Phàm quạt hai bàn tay Âm Tuyệt thật sự nổi giận. Tại bay về phía Tiêu Phàm quá trình bên trong, Âm Tuyệt bỗng lấy ra một khối ngọc lệnh, cuồn cuộn thần lực tràn vào trong đó, ngay sau đó, từng đạo sáng chói hà quang trùng thiên mà lên. Đây là Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, hắn đây là muốn động viên Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, hủy diệt đệ nhất thành. Toàn bộ Thiên Âm Tông tất cả lực lượng, đây chính là thất đại cổ thần cường giả A, cho dù chết một cái, cũng còn có 6 cái cổ thần. Tê chạy mau, lưu ở nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất thành có không ít tu sĩ nhận ra Âm Tuyệt trong tay khối kia ngọc lệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ít người cũng đã bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, theo lấy số ít người chạy trốn, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập chạy trốn trận doanh, ngoại trừ Tu La Điện người bên ngoài, chỉ có số ít người lưu lại. Thậm chí, liền những cái kia vừa mới lời thề son sắt muốn gia nhập Tu La Điện người, cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại không trốn, qua một lúc nếu là Thiên Âm Tông cổ thần cảnh cường giả chạy tới, khả năng liền không trốn thoát. Bọn họ cố nhiên muốn bám vào đệ nhất thành cái này một chiếc thuyền lớn, nhưng là được chiếc thuyền lớn này có thể tiếp tục tồn tại mới được, hiện tại chiếc thuyền lớn này đều muốn chìm, bọn họ cũng không muốn cùng đệ nhất thành chôn cùng.
khó trách điện chủ không muốn cho bọn họ gia nhập Tu La Điện, chỉ là nhường bọn họ gia nhập đệ nhất thành mà thôi, những người này, xác thực không tư cách gia nhập Tu La Điện. Thần Thiên Nghiêu lắc lắc đầu nói. Như thế hạng người ham sống sợ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường bọn họ gia nhập Tu La Điện đâu. Tu La Điện cần là tinh anh, những người này liền một chút dũng khí đều không có, giống như một nhóm cỏ mọc đầu tường, bọn họ gia nhập Tu La Điện, ngược lại sẽ đem Tu La Điện gieo họa. Nghĩ vậy, Thần Thiên Nghiêu không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn trong lòng suy nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt khẳng định không tốt nhìn. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, Tiêu Phàm trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xem kỹ lấy những cái kia không có chạy trốn người. Thần Thiên Nghiêu biết rõ, còn lại đến những người kia, tương lai nhất định sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng. Chỉ là hắn hiện tại lo lắng là, Âm Tuyệt cũng đã vận dụng Thiên Âm Tông tông chủ huyết sát lệnh, qua một lúc bọn họ sẽ phải đối mặt thế nhưng là sáu đại cổ thần cảnh, cùng một nhóm thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm lúc này hắn đều bật cười, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào hay sao? Giờ phút này, đệ nhất thành bên trong tất cả mọi người biến khẩn trương vô cùng, dù là những cái kia không có chạy trốn người, bọn họ cũng đồng dạng khẩn trương. Đám người sở dĩ lưu lại, không phải bởi vì bọn hắn chân chính công nhận đệ nhất thành, mà là bọn họ nghĩ liều một cái cùng đệ nhất thành cùng chung hoạn nạn cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người đều biết rõ cái này đạo lý, chỉ là người bình thường không dám đi cược mà thôi. Bởi vì... đệ nhất thành cùng Thiên Âm Tông so sánh, vẫn là quá yếu, không cần bao lâu liền sẽ hủy diệt, một khi đệ nhất thành hủy diệt, lưu lại người cũng đồng dạng phải chết. Tiểu tử, người thành công chọc giận bản tông chủ cũng đã 1000 năm không có sử dụng tông chủ huyết sát lệnh. Âm Tuyệt đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, ở cách Tiêu Phàm vài ngàn trượng bên ngoài ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có xông đi lên, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhưng thủ đoạn quá quỷ dị. Tiêu Phàm lại căn bản không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, ngược lại giễu cợt nói, ta còn chưa thấy qua hèn như vậy người, bị rút ra hai bàn tay, rốt cuộc lại muốn lại gần, ngươi còn muốn để cho ta phiến mấy bàn tay sao? Ngươi, Âm Tuyệt tức giận vô cùng. Những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều lòng người bên trong thầm mắng, đại ca, nhân gia cũng đã vận dụng tông chủ huyết sát lệnh nữa nha. Người còn đang suy nghĩ rút hắn bàn tay. Qua một lúc toàn bộ đệ nhất thành khả năng đều muốn hủy diệt, người chính là ngẫm lại làm sao sống sót đến thực tế a. Không chỉ ngươi muốn chết, cái này đệ nhất thành tất cả mọi người sẽ chết rất thảm rất thảm. Âm Tuyệt hồi lâu mới biệt xuất một câu, uy hiếp Tiêu Phàm nói. Đám người nghe được Âm Tuyệt nói, toàn thân khẽ run lên, những cái kia lưu tại đệ nhất thành mấy đại thế lực người, đều bắt đầu do dự bản thân quyết định. Mà những cái kia trước đó cũng đã chạy trốn người, trong lòng lại là 10 phần may mắn bản thân chạy nhanh. Cái này thành chủ thần kinh quá lớn rồi, lưu lại qua một lúc làm sao chết đều không biết. Điện chủ, Thần Thiên Nghiêu nhìn về phía Tiêu Phàm, cẩn thận nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, quay người nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu nói, làm sao, ngươi thấy ta đánh hắn, tay ngươi cũng ngứa. Cái này rất dễ dàng, qua một lúc để ngươi cũng rút hắn mấy bàn tay. Điện chủ, ta, Thần Thiên Nghiêu mặt đều nhanh tái rồi, ta là nghĩ nhắc nhở ngươi, Âm Tuyệt dùng tông chủ huyết sát lệnh, Thiên Âm Tông cường giả đang nhanh chóng chạy tới nơi đây a. Ngươi hiện tại còn đang suy nghĩ rút Âm Tuyệt bàn tay, qua một lúc Thiên Âm Tông cường giả giáng lâm, muốn bảo trụ đệ nhất thành cũng không dễ dàng a. Quỷ Thiên Cửu sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, Tiêu Phàm hôm nay làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu. Bất quá. Hắn có thể không cho rằng Tiêu Phàm thật là một cái cuồng vọng tự đại người, Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định có hắn mục tiêu. Điện chủ một mực chọc giận Âm Tuyệt, tựa như là cố ý muốn cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực. Quỷ Thiên Cửu trong lòng trầm ngâm, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên Tiêu Phàm từng tại chiến hồn đại lục chọc giận Giả Cửu U bọn họ sự tình. Chỉ là lần trước là vì chọc giận Giả Cửu U bọn họ ba cái thi triển ra toàn bộ thực lực, cái kia lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý chọc giận Âm Tuyệt, nhưng hắn triệu hoán toàn bộ tông môn đến hủy diệt đệ nhất thành sao? Đệ nhất thành hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái cổ thần cảnh mà thôi, đối chiến hai cái cổ thần cảnh vẫn còn lại còn có thể, nhưng là ba cái liền có chút miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói sáu cái. Sáu cái cổ thần cảnh liền đã có thể tùy tiện hủy diệt đệ nhất thành,
nếu như lại tăng thêm Thiên Âm Tông thiên thần cảnh cường giả. Quỷ Thiên Cừu không dám nghĩ tiếp, hắn không biết Tiêu Phàm đến cùng đang mưu tính cái gì. Đúng rồi, có vẻ như Thập Đại Diêm La đến hiện tại đều không xuất hiện, còn có điện chủ mấy cái huynh đệ, hắn sẽ không nhường hắn những người kia chạy trước a. Quỷ Thiên Cừu khóe miệng có chút co lại. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm chẳng phải là cầm bọn họ những người này đi chịu chết. Tiểu tử, người bây giờ còn có thể phách lối, qua một lúc ta xem ngươi làm sao khóc. Âm Tuyệt Phổi đều kém chút tức nổ tung, hắn âm thầm thề, qua một lúc nhất định muốn đem Tiêu Phàm tiểu tử này tháo thành tám khối, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng, tra tấn vạn vạn năm. Muốn chiến liền chiến, ta lần này thua còn nghĩ quất ngươi mấy bàn tay đây này, nếu không ngươi đem đầu duỗi tới nhường hắn rút hai bàn tay, ta nhường hắn nhẹ một chút. Tiêu Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, một bên Thần Thiên Nghiêu sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn rút cổ thần cảnh cường giả, hắn còn không có lá gan này, một cái này đại cảnh giới chênh lệch, rất nhiều người thế nhưng là cả một đời đều cất bước đi qua. Dạng này ngươi vẫn chưa yên tâm, nếu không ta đem hắn hai tay trói lại, nhường hắn đánh ngươi hai cước, nếu là một cước ngại nhiều nói, vậy liền một cước. Âm Tuyệt, ngươi thế nhưng là đường đường tông chủ, làm sao nhát như chuột đâu. Lão Âm A, nghe nói ngươi có mấy đứa con gái, ngươi nhìn ta đệ nhất thành thế nào, muốn hay không gả tới. Tiểu Tuyệt A, tới, nhưng tiểu gia đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cái bô, dùng mấy ngày liền còn cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Âm Tuyệt không có động thủ ý tứ, tức khắc bắt đầu pháo oanh hình thức, nơi xa vừa mới bay tới chuẩn bị khuyên can váy đen nữ tử nghe vậy, kém chút rơi xuống hư không. Vừa mới nàng còn cho rằng Tiêu Phàm là một cái hiếm có thiên tài, có thể nghe được những lời này người, nàng đối Tiêu Phàm ấn tượng giảm bớt đi nhiều, cái này đơn giản liền là một cái vô lại a. Tiểu tử, ta muốn xé sống ngươi. Âm Tuyệt cũng nhịn không được nữa, tất cả lửa giận duy nhất một lần bạo phát ra, hư không truyền đến trận trận gió lưỡi đao tiếng rít. Hắc sắc phụ khí sôi trào, Âm Tuyệt bộc phát ra vô cùng đáng sợ lực lượng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Đến a, tiểu gia nhất định không chơi chết ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười nói, tựa như sợ Âm Tuyệt không tức giận một dạng. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu vang vọng hư không, thanh âm không lớn, lại truyền khắp khắp nơi, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Theo tiếng kêu nhìn lại là nhìn thấy một cái váy đen nữ tử giống như thiên nga đen đồng dạng, đứng lơ lửng trên không, lộ ra linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là váy đen nữ tử, nàng càng nghĩ, vẫn là quyết định ra mặt giải quyết việc này. Cút ngay, ai chống ta, ta giết người nào? Âm Tuyệt phẫn nộ gầm thét, hắn toàn thân lửa giận hoàn toàn bị đốt, làm sao có thể coi là một người xa lạ lời nói mà dừng lại đâu. Lớn mật, làm càn, váy đen nữ tử còn không có mở miệng, nơi xa đột nhiên lại bay tới hai cái nữ tử, hai người gầm thét một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn xem Âm Tuyệt. Một bộ muốn cùng Âm Tuyệt liều mạng tư thế. Thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia hai cái nữ tử, lại là nhìn thấy cái kia hai cái nữ tử đứng ở váy đen nữ tử sau lưng. Điệu bộ này, hai cái nữ tử rõ ràng là hai cái nha hoàn a, hai cái nha hoàn đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, cái kia các nàng chủ tử thực lực đâu? Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác rơi vào váy đen nữ tử trên người. Hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu váy đen nữ tử. Kể từ đó, cái kia váy đen nữ tử thực lực tuyệt đối siêu việt thiên thần cảnh, vô cùng có khả năng đạt đến cổ thần cảnh. Điện chủ, cái kia váy đen nữ tử thực lực đoán chừng bất phàm, thân phận cũng không đơn giản. Quỷ Thiên Cừu cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng là khá là đề phòng nhìn xem váy đen nữ tử, bất quá nhìn xem tư thế, bọn họ có vẻ như không phải châm đối bản thân đệ nhất thành. Các ngươi là người nào? Âm Tuyệt cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp, biết rõ hắn là Thiên Âm Tông tông chủ, vậy mà còn dám như thế trách mắng hắn. Nếu không liền là nghé con mới sinh không sợ hổ, nếu không liền là đối mới thực lực và địa vị xa không phải hắn có thể so sánh. Thực lực nói, Âm Tuyệt tự tin có thể đối phó cái này ba cái nữ tử, các nàng không nên như thế phách lối mới đúng. Kể từ đó, kia chính là địa vị. Đối phương địa vị có thể không nhìn hắn Âm Tuyệt, cho nên mới dám trách mắng. Hừ, người hãy nghe cho kỹ, nhà ta tiểu thư chính là U Vân Phủ Thanh Khung Phủ Chủ Chi Nữ, Thanh Dạ Vũ.
ăn mặc thanh sắc váy dài tiểu điệp con ngươi sắc bén nhìn xem Âm Tuyệt, kiều nộn ngọc thủ bên trong nắm lấy một mai hắc sắc lệnh bài, phía trên viết U Vân hai chữ. Âm Tuyệt nghe vậy, kém chút một hơi không đi lên, nhất là nhìn thấy cái viên kia hắc sắc lệnh bài đằng sau, toàn thân càng là run lẩy bẩy. Vừa mới ta vậy mà tại trách mắng U Vân phủ chủ nữ nhi. Phải biết, U Vân phủ chủ thanh khung thế nhưng là cực kỳ sủng ái hắn nữ nhi này a. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt liền hết hy vọng đều có, quanh thân hắc vụ quay cuồng, một đôi huyết hồng con ngươi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nếu như không phải tiểu tử này, bản thân làm sao có thể đắc tội U Vân phủ chủ chi nữ đâu. Âm Tuyệt tự nhiên đem tất cả lửa giận đều vẩy vào Tiêu Phàm trên người, chỉ là Thanh Dạ Vũ ở chỗ này, hắn lại không dám phát tiết đi ra. Nhìn thấy tiểu thư, còn không quỳ lại, tiểu điệp lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà ra. Mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng nàng tại tam lưu thế lực cùng một chút bất nhập lưu thế lực tu sĩ trước mặt, lại là tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Âm Tuyệt bái kiến Dạ Vũ tiên tử. Âm Tuyệt khẽ cắn môi, vẫn là quỳ lạy xuống, lúc này, hắn muốn nhất liền là giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn là không dám vi phạm U Vân phủ mệnh lệnh. Tại U Vân phủ trước mặt, hắn Thiên Âm Tông, cũng chỉ là run rế đồng dạng tồn tại, căn bản nhấc lên không nổi cái gì sóng lớn. Theo lấy Âm Tuyệt quỳ lạy, Âm Nguyên lão tổ cũng quỳ xuống, đệ nhất thành bên ngoài, vô số tu sĩ toàn bộ đều quỳ lạy xuống. Đệ nhất thành tu sĩ cũng chuẩn bị quỳ xuống. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường đứng tại đó, căn bản liền không có quỳ lạy ý tứ. Ngươi tại sao không quỳ? Tiểu điệp lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, quát mắng nói. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm uể oải phun ra một câu, khó chịu nhìn xem Thanh Dạ Vũ ba người. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm một câu bình tĩnh nói, lại tựa như một hòn đá ném vào bình tĩnh mặt nước, nhấc lên từng đạo gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Đệ nhất thành những cái kia vừa mới gia nhập tu sĩ, khóe miệng một trận cuồng rút, mặt sạm lại nhìn xem Tiêu Phàm, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Người ta cũng nói, chính là U Vân phủ chủ thanh khung nữ nhi Thanh Dạ Vũ, hơn nữa còn có lệnh bài nơi tay, cái này thân làm khẳng định không phải giả. Có thể người vậy mà một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền tựa như lại nhìn một cái người qua đường một dạng. U Vân phủ thế nhưng là nhị lưu thế lực a. Liền Thiên Âm Tông cái kia tam lưu thế lực tại U Vân Phủ cũng là giống như run rế đồng dạng tồn tại, người một cái vừa mới chuẩn bị thành lập thế lực, còn chưa bị U Vân Phủ thừa nhận người, cũng dám không nhìn U Vân Phủ. Chẳng lẽ ngươi không biết, bởi vì ngươi một câu, liền có thể đắc tội U Vân Phủ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần U Vân Phủ một câu, liền sẽ để đệ nhất thành vĩnh viễn tiêu thất trên đời này sao? Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu hai người cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ nguyên bản còn coi là Tiêu Phàm có cái gì đặc biệt thủ đoạn, cho nên mới cố ý kích nộ Âm Tuyệt. Có thể bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm đối đãi U Vân phủ người, cũng giống như thế, cái này đơn giản liền là đem đệ nhất thành vào chỗ chết hố a. May mắn chúng ta rời đi đệ nhất thành, bằng không qua một lúc đối mặt không chỉ là Thiên Âm Tông lửa giận, còn có U Vân phủ lửa giận. Đệ nhất thành bên ngoài tu sĩ trong lòng trầm ngâm nói. Nghĩ đến bản thân kịp thời rời đi, bọn họ trong lòng liền cực kỳ may mắn. Ở bọn họ nhìn đến, đệ nhất thành bên trong người, cách cái chết đã không xa. Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Hai người thầm nghĩ nói, thật đúng là người không biết không sợ, lần này xem ngươi chết như thế nào. Làm càn, người cái này là cái gì ngữ khí? Tiểu điệp ngữ khí băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn ta cái gì ngữ khí? Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không thích vẻ. Không thích, đám người vụng trộm nhìn xem Tiêu Phàm, không khỏi trợn to hai mắt, ngươi tiểu tử dám đối Thanh Dạ Vũ không thích. Hừ, tiểu điệp lạnh rên một tiếng, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, tiểu thư chính là U Vân phủ chủ chi nữ Thanh Dạ Vũ. Không quen biết, Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí cùng quan tiểu thất có chút tương tự. Đều có loại kia cho người nghe được hận không thể rút hắn hai bàn tay xúc động ý vị. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật không quen biết Thanh Dạ Vũ là ai chăng? Đó là không có khả năng, Tiêu Phàm đã khống chế phó tam đao tư tưởng, tự nhiên cũng xem hắn tất cả ký ức, nghe tới Thanh Dạ Vũ cái này ba chữ lúc,
Tiêu Phàm liền biết rõ liên quan tới nàng hết thảy. Chỉ là nhường Tiêu Phàm quỳ lạy, đó là không có khả năng, nam tử hán đại trượng phu, hắn liền thiên địa đều không quỳ, nhường hắn quỳ một cái không quen biết nữ nhân. Nói đùa cái gì, ngươi, Tiểu Điệp tức giận ngực lên chập trùng phục, hận không thể một cái tát tát chết Tiêu Phàm, bất quá nàng cũng biết rõ, nàng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Liên Âm Tuyệt cái này cổ thần cảnh đều bị tát bay, nàng một cái thiên thần cảnh mà thôi, Tiêu Phàm quất bay nàng, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn thấy tiểu thư không quỳ lạy, ngươi làm càn. Lúc này, một cái khác nha hoàn Tiểu Hoa cũng tiến lên, thiên thần cảnh đỉnh phong khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ngươi mới làm càn, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, thể nội cuồn cuộn huyết mạch chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Bàng bạc lực lượng chấn động đến cái kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Điệp hai người không khỏi lui về sau mấy bước, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người cũng bị Tiêu Phàm cái này sắp vỡ uống giật nảy mình, nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nơi này là ta đệ nhất thành, các người tới nơi này kêu la om sòm ngược lại thì cũng thôi đi, ta đại nhân có đại lượng, cũng lười nhác cùng hai người các ngươi nha hoàn so đo. Tiêu Phàm giận mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người kia, từng bước một hướng về hai người tới gần. Ngươi, hai cái nha hoàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chân thực coi các nàng, tức khắc khó thở. Bọn họ trong lòng mười phần buồn bực, bình thường các nàng vô luận đi tới chỗ nào, một chiêu này đều rất nổi tiếng a, làm sao lần này không hữu hiệu đâu. Ngươi cái gì ngươi, Tiêu Phàm thần sắc rất lạnh, quát lên, ta không cùng các ngươi so đo thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám đối ta trách mắng, để cho ta quỳ lạy, các ngươi coi là mình là thiên vương lão tử hay sao? Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, cường đại khí thế ép tới cái kia hai cái nha hoàn lại không bất luận cái gì cãi lại lực lượng. Về phần hoàn thủ, đó là càng thêm không thể nào, các nàng chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ ánh mắt lấp lóe không ngừng, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế cường thế, điều này cũng làm cho nàng lại có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá! Cái này có thể không có nghĩa là nàng dự định buông tha Tiêu Phàm, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây này, Tiêu Phàm trách mắng nàng hai cái cấp dưới, cùng rơi nàng mặt mũi có làm sao không cùng đâu. Đủ, Thanh Dạ Vũ thét mắng một tiếng, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Dạ Vũ tiên tử, kẻ này không coi ai ra gì, dám lăng nhục tiên tử, âm mẫu nguyện ý giết hắn, lấy chính tiên tử tên. Âm Tuyệt thấy thế, ánh mắt hơi sáng, vội vàng mở miệng nói. Ngươi im miệng, đột nhiên, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Đêm Khinh Vũ đồng thời gầm thét một tiếng, hung hăng chừng Âm Tuyệt một cái. Âm Tuyệt sầm mặt lại, Thanh Dạ Vũ trách mắng hắn cũng coi như xong, người cái này danh con dựa vào cái gì trách mắng ta. Thế nhưng là, hai người là đồng thời mở miệng, hắn cũng không dám như thế nào phản bác, vạn nhất chọc giận Thanh Dạ Vũ, đây chính là chịu không nổi, bởi vậy hắn chỉ có thể cúi thấp đầu. Xem như ăn một người cơm thua thiệt. Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ nhìn nhau, hai người hiển nhiên không nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ nói đồng dạng lời nói. Đủ, Thanh Dạ Vũ còn không có mở miệng, Tiêu Phàm liền dẫn đầu nói ra, làm sao có thể đủ. Đừng quên, nơi này thế nhưng là ta đệ nhất thành, các ngươi tới đây giễu võ dương oai, còn không đi qua ta đồng ý, hiện tại ta cho ngươi biết, đệ nhất thành, không chào đón các ngươi. Đệ nhất thành. Không chào đón các ngươi, thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo như kinh lôi quanh quẩn hư không, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nếu như Tiêu Phàm là trách mắng kẻ khác, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế, có thể Tiêu Phàm trách mắng chính là U Vân Phủ phủ chủ ái nữ a, cái này đơn giản liền là cùng tự tìm cái chết không khác. Đến lúc đó, có lẽ không cần U Vân Phủ phủ chủ mở miệng, những cái kia truy cầu Thanh Dạ Vũ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Sẽ tới tìm hắn để gây sự. Thanh Dạ Vũ cũng bị Tiêu Phàm lời nói kinh hãi, nàng có thể không cho rằng Tiêu Phàm không biết bản thân thân phận, nhưng hắn vậy mà còn dám như thế trách mắng bản thân, chẳng lẽ hắn thật không có đem bản thân để ở trong mắt. Phải biết, những người khác nếu là thấy được nàng Thanh Dạ Vũ, đều hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay a. Khẽ cắn môi, Thanh Dạ Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nơi này hiện tại còn không có bị U Vân Phủ thừa nhận, còn không phải ngươi địa bàn, mặt khác quên nói cho ngươi, coi như U Vân Phủ thừa nhận, đây cũng là U Vân Phủ địa bàn. Ta cần người nào thừa nhận sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống,
trong con người bắn ra hai đạo sát khí, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Thanh Dạ Vũ nói. Hắn Tiêu Phàm nếu sáng lập đệ nhất thành, liền không có nghĩ tới muốn người nào thừa nhận cái gì, chỉ là vì cho Tu La Điện tu sĩ một cái che gió che mưa địa phương mà thôi. Mặt khác hắn Tiêu Phàm cũng từng thề, đời này chỉ vì người trên người. Hắn cũng không muốn đệ nhất thành lại muốn nhận những người khác quản chế, hiện tại hắn không nhất định là U Vân Phủ đối thủ, nhưng không có nghĩa là về sau không thể. Nếu như ngay cả đối mặt một cái nhị lưu thực lực dũng khí đều không có, hắn Tiêu Phàm còn như thế nào đối mặt càng cường đại thế lực, như thế nào chinh chiến thiên hạ. Tiểu tử này bị hóa điên hay sao, dám như thế cùng Dạ Vũ tiên tử nói chuyện. Đệ nhất thành bên ngoài tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mà đệ nhất thành tu sĩ, lại là co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Dạ Vũ cũng bị Tiêu Phàm lời nói kinh hãi, nhất là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, nàng trong lòng hơi hơi run lên. Tiểu tử này vậy mà muốn giết bản thân, kẻ khác có lẽ đều cho rằng Tiêu Phàm nói ra ta cần người nào thừa nhận sao dạng này lời nói chỉ là cuồng vọng biểu hiện, nhưng nàng lại không cho rằng như vậy. Tại Tiêu Phàm trên người, nàng cảm nhận được một cỗ chuyên môn thuộc về thượng vị giả uy nghiêm, cỗ này uy nghiêm, cho dù nàng phụ thân Thanh Khung phủ chủ đều hơi có không bằng. Thanh Dạ Vũ trong lòng hoài nghi, cái này thật chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ sao? Ngươi có biết hay không, ngươi câu nói mới vừa rồi kia sẽ cho ngươi người mang đến cái gì tai nạn? Thanh Dạ Vũ lạnh như băng nói ra. Dạ Vũ tiên tử không có tức giận, đám người trợn tròn mắt, ở bọn họ nhìn đến, Thanh Dạ Vũ không phải hẳn là ra lệnh một tiếng, nhưng bốn phía tu sĩ nhíu lại mà lên, diệt tiểu tử kia sao? Cái gì tai nạn ta không biết, ta chỉ là biết rõ, ta người, cho dù dùng cái mạng này, ta đều sẽ bảo hộ bọn họ. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nhìn thấy Thanh Dạ Vũ còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói tốt, ta hiện tại còn có một chút sự tình phải xử lý, xem ở U Vân phủ mặt mũi bên trên, không cùng các ngươi so đo, các ngươi đi thôi. Xem ở U Vân phủ mặt mũi bên trên, không cùng các ngươi so đo. Đám người nghe nói như thế, tâm lại thoát lên tới cổ họng, tiểu tử này thật đúng là cuồng không còn giới hạn. Chẳng lẽ nếu như ngươi không nhìn U Vân phủ mặt mũi, còn chuẩn bị giết hắn Thanh Dạ Vũ hay sao? Thanh Dạ Vũ sầm mặt lại, nàng sở dĩ xuất hiện, vốn là nghĩ bảo trụ Tiêu Phàm không bị Âm Tuyệt xuất lĩnh Thiên Âm Tông giết chết, có thể hiện tại, nàng giống như trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Huống chi, nàng vốn liền là vì Phi Kiếm Môn chung quanh tứ đại bất nhập lưu thế lực bị hủy diệt mà đến, hoặc có lẽ là tới cùng Tiêu Phàm bàn điều kiện, nàng lại làm sao có thể dễ dàng như vậy rời đi đâu. Ầm ầm, Thanh Dạ Vũ mới vừa chuẩn bị mở miệng, chân trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa từng đạo lưu quang thoáng hiện. Một cái hô hấp thời gian, tại đệ nhất thành trên không, đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn bóng đen, một cỗ cường đại khí tức từ phía trên bao phủ mà xuống. Thần Chu, là Thiên Âm Tông cường giả đến, thật nhanh, nhiều người như vậy, chẳng lẽ thực sự là cử tông đến sao? Đám người cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại khí tức, có chút tê dại ra đầu, chỉ là thiên thần cảnh, có vẻ như liền nhiều đến hơn trăm người, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong lòng cảm thán không thôi, không hổ là đại giới, một cái tam lưu tông môn, vậy mà nắm giữ trên trăm thiên thần cảnh, đây nếu là đặt ở chiến hồn đại lục, tuyệt đối có thể tùy tiện quét ngang tất cả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối thái cổ thần giới cũng càng ngày càng mong đợi, nói đến cùng, hắn Tiêu Phàm cũng không phải một cái an phận người, ngược lại ưa thích kích thích cùng khiêu chiến. Dạ Vũ tiên tử, tiểu tử này không biết điều, liền để cho ta cho tiên tử báo thù đi, ha ha. Âm Tuyệt lần nữa nói ra, lần này lại là trực tiếp đứng lên. Hắn mặc dù kiêng kỵ Thanh Dạ Vũ, nhưng bây giờ Thiên Âm Tông đại bộ đội cũng đã đến, Âm Tuyệt cũng không có cái gì kiêng kỵ. Cười lớn một tiếng, Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ hai người đột nhiên hướng về Thần Chu bay đi, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, quan sát Tu La Phong. Các ngươi đi thôi, Tiêu Phàm quét Thanh Dạ Vũ liếc mắt, khoát tay một cái nói. Thanh Dạ Vũ mặc dù là cổ thần cảnh, nhưng nếu như Âm Tuyệt bọn họ thật muốn giết chết nàng, cũng không phải rất khó khăn sự tình, mấu chốt là, bọn họ còn có thể đem Thanh Dạ Vũ chết giá hỏa tại bản thân. Ngươi, Thanh Dạ Vũ khó thở, lạnh rên một tiếng, dưới chân dẫm mạnh,
thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiểu tử, tiểu thư vốn là muốn cứu ngươi kia mà, có thể nhưng ngươi lặp lại nhiều lần đắc tội tiểu thư, hiện tại Thiên Âm Tông nhiều người như vậy đánh tới, nhìn ngươi làm sao có thể địch, ngươi liền chờ lấy tìm người nhặt xác a. Nha hoàn Tiểu Điệp phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, truyền âm nổi giận mắng. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng liền cùng cười nhạo đồng thời đi theo Thanh Dạ Vũ mà đi, bất quá bọn họ cũng không có chân chính rời đi, mà là đứng ở chân trời quan sát tứ phương, quan sát đệ nhất thành nhất cử nhất động. Nhìn thấy Thanh Dạ Vũ rời đi, Âm Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, ngông cuồng cười gằn nói, tiểu tử, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Trước đó hắn tăng vọt lửa giận đột nhiên nhường Thanh Dạ Vũ tưới tắt, hắn trong lòng khẩu khí kia có thể 10 phần không trôi chảy, liền giống như, hắn cùng hắn lão bà cái kia, nguyên bản cũng đã đạt đến tối đỉnh phong, có thể đột nhiên liền yên, mặc cho ai đoán chừng đều không tốt thụ. Hiện tại khẩu khí này rốt cục có thể phát tiết đi ra, Âm Tuyệt tự nhiên không tất yếu giấu giếm. 113 vị thiên thần cảnh, 1463 chiến thần cảnh, chiến thánh cảnh 8623 người, những người này còn không đủ ta giết. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn xem không trung, thản nhiên nói. Cuồng vọng, Thiên Âm Tông một cái cổ thần cảnh tu sĩ nghe vậy, tức khắc chợt quát một tiếng, cổ thần cảnh uy áp bao phủ mà xuống, toàn bộ không gian cũng hơi rung rung. Những người khác cũng là phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn Thiên Âm Tông cổ thần cảnh cường giả đều có 7 cái, dù là tại U Vân Phủ cấp dưới 10 cái tam lưu thế lực bên trong, cũng là cực kỳ cường đại thế lực. Có thể hiện tại, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, vậy mà nói Thiên Âm Tông không đủ hắn giết. Không nói cổ thần cảnh, cho dù thiên thần cảnh, cũng đầy đủ nghiền ép bọn họ. Tông chủ, ngũ trưởng lão đâu? Trong đó một cái cổ thần cảnh trưởng lão nhìn về phía Âm Tuyệt nói. Tông chủ, người trên mặt làm sao có hai đạo thủ ấn a, chẳng lẽ hiện tại lưu hành cái này? Một cái khác trưởng lão nịnh nọt hỏi. Âm Tuyệt nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, hận không thể một cước đạp chết cái kia trưởng lão. Còn lưu hành, lão tử có bệnh mới tại trên mặt làm hai đạo dấu ngón tay. Cái khác tu sĩ nghe vậy, thiếu chút nữa thì nhìn không được cười đi ra. Cái này Thiên Âm Tông trưởng lão vuốt mông ngựa thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Nếu như bọn họ biết rõ, Âm Tuyệt cái kia hai cái thủ ấn là bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử rút, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Các ngươi đều mơ tưởng thủ ấn nói, ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Âm Tông mấy cái kia trưởng lão nói. Tự tìm cái chết đồ vật, bản trưởng lão nói chuyện, có ngươi ngắt lời phần sao. Cái kia vuốt mông ngựa trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tu La Phong đỉnh, đưa tay một trưởng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Trích tinh thủ, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đưa tay chính là một trưởng, chỉ thấy một vệt sáng lóe qua, một đạo thủ ấn hung hăng rút ở cái kia trưởng lão trên mặt. Ba một tiếng, cái kia trưởng lão thân hình rút lui, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu năm ngón tay, đỏ tươi giống như máu nhuộm. Tê những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt lại rơi vào Âm Tuyệt trên mặt. Tông chủ, ngươi, trong đó một cái trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Âm Tuyệt, nhịn không được hỏi. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng rất ý tứ rõ ràng, chẳng lẽ tông chủ trên mặt thủ ấn, cũng là hắn lưu lại. Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm, không có mở miệng, cái này đơn giản liền là hắn sỉ nhục, lại thế nào dễ nói đi ra đâu. Âm Nguyên lão tổ hướng về phía cái kia trưởng lão gật gật đầu, đám người không khỏi thần sắc tức khắc biến vô cùng đặc sắc. Thần nói, bên phải lưu lại một cái, bên trái cũng phải lưu lại một cái mới đối xứng. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở cái kia trưởng lão trước người cách đó không xa, hắn bàn tay lại nhẹ nhàng vung ra. Ba, gần như đồng thời. Cái kia trưởng lão bên trái trên mặt, đột nhiên lại lạc ấn lấy một cái dấu năm ngón tay, nóng bỏng đau, trong miệng một ngụm răng cơ hồ bị sập, máu tươi cuồng phún không thôi. Ta muốn giết ngươi, cái kia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn số lượng, 22-42 đổi mới thời gian, 15 tháng 11 năm 2017 13 giờ 43. 38 Thiên Âm Tông cái khác tu sĩ thấy thế,
sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ trước đó còn châm chọc Tiêu Phàm, cho rằng giết chết hắn giống như cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Có thể hiện tại, đường đường cổ thần cảnh cường giả, lại bị hắn cuồng vòng bàn tay. Nếu như vừa mới đổi lại là bọn họ, chẳng phải là bọn họ trên mặt cũng sẽ lưu lại hai đạo dấu năm ngón tay. Ta nói, các ngươi không đủ ta giết. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, trên mặt hắn hiện lên một vòng tà tà tiếu dung, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lóe qua từng đạo quang ảnh. Sau một lát, Tiêu Phàm chung quanh bỗng nhiên toát ra 64 cỗ linh hồn phân thân. Huyễn cảnh, thẳng hướng Tiêu Phàm cái kia cổ thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn mặc dù bị Tiêu Phàm rút hai bàn tay, nhưng vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, Tiêu Phàm tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng muốn chân chính làm bị thương hắn vẫn là rất khó, càng không cần giết chết hắn. Huyễn cảnh sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn những cái này cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật linh hồn phân thân. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn họ, diệt thành này. Âm Tuyệt thấy thế, sốt ruột gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Hắn thế nhưng là rõ ràng. Tiêu Phàm những cái này không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là linh hồn phân thân, hơn nữa không phải bình thường linh hồn phân thân. Trước đó đi theo hắn đến 6 cái thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân cho mạt sát. Những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão hơi sững sờ, mặc dù Tiêu Phàm tốc độ kinh người, nhưng là cũng không tất yếu gióng trống khua chiêng a, thậm chí ngay cả tông chủ huyết sát lệnh đều dùng đi ra. Mọi người hay là cùng tiến lên đi. Ngũ trưởng lão bị bọn họ giết chết. Nhìn thấy đám người còn có chút do dự, Âm Nguyên lão tổ vội vàng quát. Cái gì, lão ngũ chết rồi, mặt khác mấy người nghe vậy, kinh khủng sát khí từ bọn họ trên người nở rộ mà ra. Ngũ trưởng lão đã bị Tiêu Phàm giết chết, hiện tại còn không động thủ, qua một lúc chết chẳng phải là có thể là bọn họ. Đệ tam phong người, theo ta giết, đệ nhất phong, cùng bản trưởng lão diệt bọn họ, đệ nhị phong. Tất cả mọi người giết không tha, Âm Nguyên lão tổ cùng còn lại tam đại trưởng lão không chút do dự hạ lệnh, xuất lĩnh lấy tất cả đỉnh núi đệ tử hướng về đệ nhất thành đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thành trên không trong nháy mắt bị Thiên Âm Tông tu sĩ che đậy. Tiểu thư, Thiên Âm Tông thật sự nổi giận, bọn họ những người này khẳng định không phải đối thủ a. Không trung phía trên, Thanh Dạ Vũ nha hoàn Tiểu Hoa nói ra. Hừ, chết rồi đáng đời. Tiểu thư đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không trân quý. Một cái khác nha hoàn Tiểu Thanh tức giận nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng liền tại U Vân Phủ Đô không nhận qua tức giận, hôm nay đến nơi này vậy mà thụ một cái thiên thần cảnh tu sĩ tức giận, không có giết Tiêu Phàm đã coi như là nhân từ. Nhìn xem, đừng nói chuyện, Thanh Dạ Vũ con người băng lãnh vô cùng, nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Phàm. Nàng có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, rõ ràng là có nắm chắc đối phó Thiên Âm Tông a. Chỉ là nàng không biết là, Tiêu Phàm thuộc hạ, chỉ có một cái cổ thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì ngăn cản Thiên Âm Tông 6 đại cổ thần cường giả. Coi như Tiêu Phàm nắm giữ mấy trăm linh hồn phân thân, dùng để đối phó thiên thần cảnh có lẽ hữu dụng, nhưng là đối phó cổ thần, đó là không có khả năng. Điện chủ Tu La Phong bên trên, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu hai người cũng biến thành vô cùng lo lắng. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít Thiên Âm Tông tu sĩ đánh giết mà tới, bọn họ cũng đã gần như tuyệt vọng, nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, kém chút nhường bọn họ đã hôn mê. Đến vừa vặn, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng cười tà, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Lúc này còn đến vừa vặn. Qua một lúc Tu La Điện cùng đệ nhất thành đều triệt để hủy diệt a, hiện tại trốn có lẽ còn kịp. Trận lên, cũng ở nơi này lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, một thoáng thời gian, từng đạo hà quang từ hắn dưới chân Tu La Phong trùng thiên mà lên. Ong ong hà mang nở rộ, giống như thần liên đồng dạng hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi, xa xa nhìn lại, liền tựa như ngũ quang thập sắc pháo hoa nở rộ. Sán lạn vô cùng. Thiên Âm Tông tu sĩ thấy thế, đều không biết vì sao, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Nhưng mà, cái kia hà quang vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, sau một khắc, Tu La Phong bốn phía 10 tòa Diêm La Phong cũng đồng thời rung rung,
đầy trời hà quang bay múa, một cỗ huyền diệu lực lượng bao phủ hư không. Cửu thiên thần quang trận, quỷ thiên cửu kém chút kinh hô mà ra, nỉ non một tiếng, kinh hãi nhìn xem đầy trời hà quang. Sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, không phải cửu thiên thần quang trận, cửu thiên thần quang trận chỉ cần 9 đầu cột sáng hoặc là cửu đạo năng lượng, hiện tại lại là 11 đạo. Không, nói cho đúng chỉ có cửu đạo, đều ngọn núi trung gian khe hở mới nắm giữ một cái cột sáng năng lượng, mà cũng không phải đến từ 10 tòa sơn phong. 10 tòa sơn phong quấn thành một vòng tròn, vừa lúc chỉ có cửu đạo khe hở, mà Tu La Phong vị trí địa phương, chỉ là kích phát cái kia cửu đạo cột sáng năng lượng mà thôi, chẳng lẽ, đây là chuẩn vương giai trận pháp cửu cung tỏa thần trận? Đúng là cửu cung tỏa thần trận, thần thiên nghiêu dù sao cũng là xuất sinh Tu La đế tộc, nhãn lực cũng khá, nói ta rốt cục biết rõ điện chủ tại sao dự tính chọc giận Âm Tuyệt. Quỷ thiên cửu nghe vậy, tâm thần chấn động, thần thiên nghiêu hiểu tới. Hắn lại như thế nào không rõ ràng đâu. Còn phải từ cửu cung tỏa thần trận công dụng nói lên, cửu cung tỏa thần trận công dụng rất đơn giản, kia chính là khóa lại tu sĩ là thần lực, cũng liền tương đương với áp chế tu sĩ tu vi. Liền cùng thiên địa lao ngục trung siêu cấp trận pháp một dạng, phàm là tiến vào thiên địa lao ngục tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở chiến thần cảnh, dù là thiên thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể thi triển ra chiến thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Cái này siêu cấp lĩnh vực, cũng xưng là thần cấm lĩnh vực, cấm liền là thần lực. Tiêu phàm thực lực còn không đạt được thần vô tận cái kia tiêu chuẩn, bố trí vậy chờ siêu cấp trận pháp bao phủ một giới, nhưng nếu như chỉ là đem tu sĩ tu vi áp chế thiên thần cảnh, hơn nữa còn là tại chu vi vạn dặm bên trong, tiêu phàm vẫn là có thể tùy tiện làm được. Quỷ thiên cửu hiện tại rốt cục minh bạch, tiêu phàm sở dĩ cố ý kích nộ Âm Tuyệt nguyên nhân, liền là muốn cho Âm Tuyệt dốc toàn lực mà động. Đem thiên âm tông tu sĩ đều lừa gạt vào cửu cung tỏa thần trận bên trong. Một khi tiến vào cửu cung tỏa thần trận bên trong, tất cả mọi người có thể phát huy đều chỉ có thiên thần cảnh thực lực, đối với thiên âm tông tới nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích. Bọn họ cổ thần cảnh tu sĩ phát huy không ra thực lực, lúc này, tiêu phàm mấy trăm cỗ linh hồn phân thân nếu như động thủ, hơn 1000 thiên thần cảnh, mấy ngàn chiến thánh cảnh, thật đúng là không đủ tiêu phàm giết. Nghĩ vậy, Quỷ thiên cửu thở dài một hơi, hắn phát hiện, tiêu phàm mang cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ, bọn họ mãi mãi cũng sợ không tới tiêu phàm đáy một dạng. Không đúng, điện chủ không chỉ là muốn đem bọn họ thực lực áp chế ở thiên thần cảnh, mà là nghĩ áp chế ở chiến thần cảnh. Quỷ thiên cửu đột nhiên cả kinh kêu lên. Thần thiên nghiêu nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được cỗ kia to lớn áp chế lực lượng, ngưng tiếng nói cửu cung tỏa thần trận cố nhiên có thể áp chế cổ thần cảnh tu vi. Nhưng nếu như bọn họ muốn chạy đâu? Thái cổ thần giới không gian vốn là vô cùng vững chắc, muốn phá không chạy trốn cơ hồ là không thể nào, nhưng là, nếu như phá trận thoát đi đâu? Vừa dứt lời, thần thiên nghiêu đột nhiên cảm giác từng đạo huyết quang từ trong hư vô dập dờn mà ra, bốn phía không gian đột nhiên biến cực kỳ ngưng động, một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy bọn họ làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Không gian phong tỏa, quỷ thiên cửu kinh ngạc vô cùng nói. Điện chủ đây là muốn đem thiên âm tông tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn a. Thần thiên nghiêu cũng không nhịn được ngược lại rút miệng linh khí. Tu La điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Cũng đúng lúc này, tiêu phàm băng lãnh là thanh âm vang vọng toàn trường, một cỗ thấm nhuần nội tâm hàn ý bao phủ cả tòa đệ nhất thành. Tác giả, tà tâm vị mẫn số lượng, 22-61 đổi mới thời gian, 15 tháng 11 năm 2017 13 giờ 43. 38 siêu siêu theo lấy tiêu phàm lời nói thanh âm rơi xuống, từng đạo bóng đen đột nhiên từ thập đại Diêm La Phong bắn ra, giống như quỷ mị đồng dạng, căn bản bắt không đến bất luận cái gì bóng dáng. Theo lấy đám người kích xạ mà ra, đệ nhất thành đột nhiên trở nên mông lung, bị một tầng hôi sắc phụ khí che lấp, dù là thiên thần cảnh cũng linh hồn chi lực cũng chỉ có thể bắt được chu vi chừng 10 trượng cự ly. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Linh hồn chi lực nhiều nhất có thể bắt được 3 trượng có hơn đồ vật. Còn có một cái đại trận, quỷ thiên cửu trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Nguyên bản hắn coi là tiêu phàm cũng liền bố trí 2 cái trận pháp mà thôi, có thể hiện tại nhìn đến, xa xa không chỉ 2 cái, thậm chí khả năng còn có càng nhiều trận pháp không có thi triển ra đến. Sương mù này thật quỷ dị, ta vậy mà đều chỉ có thể bắt được 3 trượng có hơn sự vật. Thần thiên nghiêu cũng hít một hơi lạnh. Nếu như đây thời điểm,
có người âm thầm đánh lén hắn, dù là hắn có thể phát huy xuất chiến thần cảnh đỉnh phong lực lượng, dự tính cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Mà Tu La Điện người, vốn liền là am hiểu ám sát người, hiện tại thế cục này đối Tu La Điện tu sĩ tới nói, thế nhưng là có được tự nhiên ưu thế. Sau ngày hôm nay, trên đời có lẽ lại không Thiên Âm Tông. Quỷ Thiên Cửu hít sâu một cái nói. Sau đó ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía không trung Tiêu Phàm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng cong thành một đạo quỷ dị độ cung, dường như tất cả đều ở hắn nắm giữ một dạng. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Âm Tuyệt cùng mặt khác một cái trưởng lão chính chuẩn bị liên thủ diệt sát Tiêu Phàm, nhưng mà nhìn thấy cái kia đầy trời hà vụ lúc, toàn bộ đều đã ngừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Bọn họ muốn biết rõ Tiêu Phàm đùa nghịch cái gì thủ đoạn, bất quá, làm bọn họ cảm giác được bản thân lực lượng bị áp chế lúc, sắc mặt bỗng đại biến. Không tốt, có trận pháp, Thiên Âm Tông có người cả kinh kêu lên, những người khác toàn bộ đều biến sắc. Tông chủ, ta bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Cái kia trưởng lão kinh khủng vô cùng, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Ta cũng là, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm. Tông chủ, chúng ta bị lừa rồi. Lúc này, Âm Nguyên lão tổ mấy người cũng bay tới, sắc mặt có chút không tốt nhìn. Bọn họ thế nhưng là cổ thần cảnh tu vi, bây giờ bị áp chế tại chiến thần cảnh, cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là cực kỳ hỏng bét sự tình. Phải biết, Tu La Điện thiếu nhất liền là cổ thần cảnh, nhưng không hề thiếu chiến thần cảnh. Bây giờ bọn họ bị áp chế tại chiến thần cảnh, vậy bọn hắn Thiên Âm Tông ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Mau lui lại ra thành này. Âm Tuyệt không chút do dự hạ lệnh, tiếng truyền tứ phương, tự thân cũng trước tiên hướng về đệ nhất thành bên ngoài bay đi, hắn trong lòng bất an càng ngày càng nồng nặc lên. Nếu như giờ phút này còn không thoát đi, qua một lúc khả năng liền không trốn thoát được. Âm Tuyệt rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao cố ý kích nộ mình, vậy mà chính là vì đem Thiên Âm Tông tất cả cường giả lừa gạt vào đệ nhất thành, sau đó một mẻ hốt gọn. Thiên Âm Tông cái khác trưởng lão và thiên thần cảnh cường giả nghe vậy, cũng không chút do dự hướng về đệ nhất thành bên ngoài bay đi. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết sắc sóng ánh sáng từ đám người trên người đảo qua, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng tại 10 tòa Diêm La Phong chung quanh biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ầm ầm, những cái kia lúc đầu liền ở Diêm La Phong phụ cận tu sĩ nghe được Âm Tuyệt mệnh lệnh, cực tốc hướng về đệ nhất thành bên ngoài phóng đi, nhưng mà, làm bọn họ tới gần Diêm La Phong vị trí lúc, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Ở bọn hắn phía trước, như có lấp kín bức tường vô hình, chặn lại bọn họ đường đi. Chuyện gì xảy ra, có người lên tiếng kinh hô, một mặt mang nhưng mà vừa sợ sợ nhìn xem phía trước. Không gian bị phong tỏa, lại có người hét lớn, thử nhiều lần, vậy mà đều không cách nào xông phá đạo kia vô hình bình chướng. Dùng hết toàn lực chạy tới Diêm La Phong vị trí Âm Tuyệt cùng mấy đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ thử nhiều lần, vậy mà cũng không cách nào đột phá vô hình kia bình chướng. Lại một cái trận pháp, Âm Nguyên lão tổ thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía Âm Tuyệt nói, tông chủ, bọn họ là cố ý lừa gạt chúng ta tới nơi này. Âm Tuyệt thần sắc lấp lóe không yên, quanh thân hắc khí quay cuồng gào thét, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tu La Phong vị trí. Lạnh giọng nói, chỉ cần giết hắn, cái gì đều trận pháp đều sẽ biến mất. Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên toát ra từng đạo hôi sắc vũ khí, chung quanh trong nháy mắt trở nên mông lung, cùng lúc đó, hư không một tiếng quát như sấm vang lên. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Đó là Tiêu Phàm thanh âm, cùng lúc đó, bốn phía từng đạo bóng đen lấp lóe, sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Không muốn giết ta. Tông chủ, cứu ta, sư tôn, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, cái kia hôi sắc vũ khí bên trong, tức khắc xen lẫn nồng đậm huyết tinh chi khí, Âm Tuyệt mấy người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tông chủ, chúng ta đắc tội cái dạng gì tồn tại? Trong đó một cái trưởng lão vô cùng sợ hãi nói. Mấy người khác cũng không tốt gì, cả người phát lạnh, nhất là Âm Nguyên lão tổ. Hắn nguyên bản coi là đệ nhất thành vẻn vẹn chỉ có Hàn Lê một cái này cổ thần cảnh tu sĩ, lấy Thiên Âm Tông lực lượng hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ đệ nhất thành. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện, hắn ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, đối phương nếu có thể hủy diệt Phi Kiếm Môn,
cũng đem mặt khác tứ đại bất nhập lưu tông môn nhổ tận gốc, đây vốn chính là một loại thực lực. Thiên Âm Tông cố nhiên so Phi Kiếm Môn mạnh hơn, nhưng có mạnh hơn cũng mạnh có hạn, chỉ ít Thiên Âm Tông muốn hủy diệt Phi Kiếm Môn, cũng không phải như thế sự tình đơn giản. Cũng đã không chết không thôi, vậy liền giết đi, ta Thiên Âm Tông cũng không phải dễ khi dễ. Âm Tuyệt toàn thân kịch liệt run rẩy, dữ tợn khuôn mặt nói. Tông chủ, nếu không chúng ta, có một cái trưởng lão khiếp đảm nói ra. Bất quá lời còn chưa dứt, cũng đừng Âm Tuyệt cắt ngang, người nghĩ đầu hàng. Vậy liền tốt nhất suy nghĩ một chút vị kia lửa giận a. Nghe được vị kia hai cái này chữ, mấy đại trưởng lão bỗng nhiên dùng mình một cái, mặt xám như cho. Bọn họ rõ ràng, một khi bản thân thật đầu hàng, vị kia dự tính không chỉ có chỉ là phẫn nộ giết chết bọn họ, dự tính sẽ đem bọn họ tươi sống tra tấn mà chết. Kế sách hiện nay, chỉ có diệt nơi này tất cả mọi người. Âm Nguyên lão tổ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hừ, lão hủ cũng không tin, một chút chiến thần cảnh có thể nổi lên cái gì sóng lớn đến, cho dù tại chiến thần cảnh bên trong, chúng ta cũng là vô địch tồn tại. Lại một cái trưởng lão quá to. Mặc dù lời thề son sắt, nhưng khi nhìn thấy bốn phía mông lung sương mù lúc, bọn họ trên mặt lại khó nhìn lên. Nếu như chính diện giao phong, bọn họ vẫn như cũ sẽ không e ngại Tu La Điệt, nhưng là hiện tại, song phương đều nhìn không thấy đối phương, kể từ đó, cho dù thực lực cường đại, cũng tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Hồng hộc, đột nhiên, một tiếng kêu to từ hư không truyền đến, xông thẳng Âm Tuyệt mặt, một kiếm này đến cực kỳ quỷ dị, dù là Âm Tuyệt đều bị giật nảy mình. Âm Tuyệt dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, thực lực mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn linh giác cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thân hình lóe lên, tránh thoát cái kia tất sát một kiếm, bất quá cái kia kiếm khí vẫn như cũ cắt vỡ hắn gương mặt, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Không đợi Âm Tuyệt lấy lại tinh thần, một kiếm kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tự tìm cái chết, Âm Tuyệt gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, không chút do dự đuổi theo. Tiêu Phàm dám phiến hắn tát tai thì cũng thôi đi, hiện tại một cái binh tôm tướng cua, cũng dám đánh lén bản thân, cái này khiến Âm Tuyệt như thế nào không giận đâu. Tông chủ, đừng đuổi, cẩn thận chúng bọn họ cái bẫy. Âm Nguyên lão tổ kêu to. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng Âm Nguyên lão tổ cánh tay, máu tươi bắn nhanh ra, Âm Nguyên lão tổ bộ mặt biến vô cùng dữ tợn. Hắn thân hình lóe lên, hướng về cái kia kiếm khí biến mất phương hướng đuổi theo, gầm thét lên, danh con, ta đòi mạng ngươi. Tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-62, đổi mới thời gian, 15 tháng 11 năm 2017, 13 giờ 43 phút 39 giây. Âm Nguyên lão tổ vừa mới còn tại nhắc nhở Âm Tuyệt không nên xuống dưới, cẩn thận trúng kế, nhưng khi chính hắn trúng một kiếm sau đó, nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn giết cái kia dám đánh lén hắn người, bản thân đường đường cổ thần cảnh, vậy mà kém chút bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ đánh lén tới chết, đối với hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Còn lại tứ đại trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ như thế nào không biết đối phương ý nghĩ đây này, rõ ràng liền là muốn đem bọn họ phân tán ra, sau đó một kích bại. Bốn người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, theo phía sau lưng chỗ tựa lưng. Đề phòng nhìn xem bốn phía. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không ầm ầm mà động, một cỗ áp lực minh mông từ không trung gào thét mà lên, vẻn vẹn khí thế, liền chấn động đến bọn họ không ngừng ho ra máu. Bốn người đồng thời biến sắc, không chút do dự hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn quá trình bên trong, bốn người nhìn thấy một đạo trưởng cương từ không trung giận oanh mà xuống. Nếu như muộn một chút chạy, dự tính đều muốn bị một trưởng này oanh sát. Tốt ở bọn hắn kịp thời chạy ra. Bất quá, làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện mặt khác ba cái trưởng lão cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người nơi nào không biết, đối phương một trưởng này, rõ ràng là cố ý chia rẽ bọn họ mà thôi. Hồng hộc, đột nhiên, từng đạo kiếm khí tại hư không nở rộ, thẳng đến bọn họ hậu tâm, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán, tựa như sớm liền nơi này chờ bọn hắn một dạng. Bốn người ngược lại cũng mười phần cảnh giác, tránh thoát tất sát một kích. Tự tìm cái chết, mấy người phẫn nộ nhào tới, cũng không lo được cái khác đồ vật, chỉ muốn giết chết cái kia đánh lén bọn họ người. Dạng này sự tình,
ở tại hắn địa phương cũng đồng dạng phát sinh, Thiên Âm Tông đi tới đệ nhất thành người, thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn hơn vạn người. Nếu như bọn họ tụ tập cùng một chỗ, dù là Tu La Điện người muốn giết bọn hắn, dự tính cũng phải phí một phen công phu, dù sao, Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ cũng cứ như vậy nhiều, đây là bởi vì thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng kết quả. Những người này, Tiêu Phàm cũng không muốn bọn họ cùng Thiên Âm Tông cứng đối cứng, mỗi chết một cái, hắn cũng có vô cùng đau lòng. Bọn họ thôn phệ thiên mộ thần hoa năng lượng, có thể không chỉ có thôn phệ năng lượng mà thôi, thiên phú, thể chất đều chiếm được thiên mộ thần hoa cải tạo. Đợi một thời gian, những người này tuyệt đối là Tu La Điện lương đống tinh anh. Chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa là không thể nào trải qua được gió táp mưa sa, cho nên, Tiêu Phàm mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thiên Âm Tông cường giả gạt tới đệ nhất thành. Cái này cũng đồng dạng là đối Tu La Điện tu sĩ một cái khảo nghiệm. Tu La Điện am hiểu nhất cái gì, không hề nghi ngờ là ám sát. Hiện tại nơi này nồng vụ tràn ngập, không thể nghi ngờ cho Tu La Điện tu sĩ cung cấp cực giai sân thí luyện, có thể hay không giết chết hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ, liền nhìn Tu La Điện năng lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không chỉ có là vì cho Tu La Điện tu sĩ lịch luyện, cũng đồng dạng là tuyên cáo đệ nhất thành cường đại. Nếu như cái gì A Miêu A Cẩu cũng nghĩ hủy diệt Tu La Điện, vậy hắn Tiêu Phàm khả năng liền phiền muộn không thôi. Nếu là có thể diệt Thiên Âm Tông, bốn phía cái khác tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực nhất định sẽ kiêng kỵ Tu La Điện cường đại. Chí ít, dự tính cũng không còn mấy người dám trắng trợn đến khiêu khích đệ nhất thành. Giờ phút này, đệ nhất thành không chung, Thanh Dạ Vũ cùng hắn hai cái nha hoàn kinh ngạc nhìn xem phía dưới, hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nguyên bản ba người coi là đây chỉ là đơn phương đồ sát mà thôi, dù sao Thiên Âm Tông thế nhưng là nắm giữ sáu đại cổ thần cảnh, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép đệ nhất thành. Có thể vượt quá bọn họ dự kiến là, đệ nhất thành bên trong vậy mà sớm cũng đã bố trí đại trận. Các nàng tại ngoài trận mặc dù không cách nào cảm thụ đại trận đáng sợ, nhưng Thanh Dạ Vũ là người nào, đường đường phủ chủ chi nữ, nhãn lực tự nhiên sẽ không quá kém, nàng tự nhiên nhận ra những cái này trận pháp. Ba trận ngay cả dùng, mới thành lập đệ nhất thành vậy mà còn có trận pháp thiên tài. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, trong lòng trầm ngâm nói, chẳng lẽ hắn cố ý kích nộ chúng ta, chỉ là vì đem chúng ta đuổi ra, tránh cho châm đối chúng ta. Nghĩ vậy, Thanh Dạ Vũ trong lòng đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng trong nháy mắt đã phát sinh cải biến. Tiểu thư, cái kia gia hỏa thật là giảo hoạt, vậy mà cố ý lừa gạt Âm Tuyệt sử dụng tông chủ huyết sát lệnh, sau đó đem Thiên Âm Tông gạt tới nơi này một mẻ hốt gọn. Nha hoàn Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn xem phía dưới nói. Cái kia không gọi giảo hoạt, là trí tuệ. Nha hoàn Tiểu Hoa lắc đầu, lại nhìn về phía Thanh Dạ Vũ nói, tiểu thư, hắn trước đó cố ý kích nộ ngươi, dự tính cũng là không muốn tổn thương ngươi. Ta thừa nhận hắn là nhạy bén, nhưng chỉ bằng hắn cũng muốn tổn thương tiểu thư sao? Tiểu Điệp liếc cái miệng nhỏ nhắn, vẫn như cũ mười phần không phục nói. Thanh Dạ Vũ chưa từng mở miệng, nhưng nàng nhưng trong lòng nhộn nhạo một đạo gợn sóng, thực sự là như thế sao? Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Thanh Dạ Vũ ý nghĩ, dự tính cũng sẽ cười trừ, hắn sở dĩ đem Thanh Dạ Vũ đuổi ra đệ nhất thành, cũng không phải vì Thanh Dạ Vũ suy nghĩ, chỉ là không muốn phá hư bản thân kế hoạch mà thôi. Dù sao, Thanh Dạ Vũ thế nhưng là U Vân Phủ phủ chủ chi nữ, nếu như nàng chết ở nơi này, thù này khẳng định đều sẽ ghi tạc hắn Tiêu Phàm trên đầu. Tiêu Phàm cố nhiên không sợ tam lưu thế lực, nhưng đối mặt U Vân Phủ, Tiêu Phàm tự biết còn không có va chạm thực lực, hiện tại Tu La Điện nội tình vẫn là quá kém. Nếu như cho thêm Tu La Điện mấy năm thời gian, cái kia cục diện khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, Tiêu Phàm đang đứng ở Tu La Điện phía trước quảng trường bên trên, lặng lặng nhìn xem bốn phía động tĩnh, tựa như tất cả vào hết hắn trong mắt một dạng. Công tử, đột nhiên, mấy đạo thanh âm vang lên, tiếp theo lấy mấy đạo thân ảnh đi tới. Mấy người này lại không phải kẻ khác, mà là Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang, Diệp Trường Sinh cùng Quân Nhược Hoan. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê nhìn thấy những người này đến, trên mặt không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bọn họ không phải hẳn là đi diệt sát Thiên Âm Tông tu sĩ à, làm sao đến nơi này? Nhất là Quỷ Thiên Cửu, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, hắn trước đó còn coi là Tiêu Phàm nhường thập điện Diêm La chạy trốn đây này.
không nghĩ đến Tiêu Phàm chỉ là nhường bọn họ đang bố trí mà thôi. Các ngươi làm sao tới nơi này? Thần Thiên Nghiêu nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta mấy cái không rút đến thăm. Diệp Trường Sinh đắng chát cười nói. Không rút đến thăm, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê cổ quái nhìn xem mấy người, không biết vì sao. Thiên Âm Tông không phải có thất mạch à, chúng ta thập điện Diêm La liền chỉ có thể rút thăm, vận khí ta không tốt, không có rút đến, cũng không có chúng ta lịch luyện cơ hội. Phong Lang khoát tay một cái nói, một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu cùng Hàn Lê ba người nghe vậy, không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là không có lịch luyện cơ hội, đây chính là hơn vạn Thiên Âm Tông tu sĩ a, chiến thần cảnh đều nhiều đến hơn mấy ngàn người. Tu La Điện chiến thần cảnh tu sĩ, có vẻ như cũng chỉ có 1.000 người tới a. Hơn nữa, 1.000 người trên cơ bản đều là chiến thần cảnh tiền kỳ tả hữu tu vi, cho dù phân đến thập điện, mỗi một điện cũng liền 100 người tới, bây giờ thiếu đi 3 điện tham dự, cũng liền tương đương với mất đi 300 người tới. Nói cách khác, hiện tại Tu La Điện là khoảng 700 người tu sĩ tại đối phó Thiên Âm Tông. 700 người đối phó Thiên Âm Tông. Đây thật chỉ là một cái tiểu thế giới thế lực có thể phát huy lực lượng sao? Thần Thiên Nghiêu ba người mười phần hoài nghi, bọn họ đều là thái cổ thần giới người, biết rõ thái cổ thần giới cường đại, ở bọn họ nhìn đến, Tu La Điện nhiều nhất cũng chính là một cái bất nhập lưu thế lực mà thôi. Nhưng mà ba người không nghĩ đến, Tu La Điện vậy mà vượt qua bọn họ tưởng tượng mạnh, nhìn thấy Phong Lang cái kia khó chịu bộ dáng, ba người không khỏi âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ bản thân đã già? Ai? Lúc đầu ta rút đến thăm, bất quá bị Yêu Nhiêu cướp đi. Ảnh Phong lại thật sâu thở dài một hơi. Thần Thiên Nghiêu ba người mặt sạm lại, bọn họ phát hiện, bản thân vẫn là thật không thể giải thích Tu La Điện. Có lẽ, gia nhập Tu La Điện cũng không chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu ba người trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Kỳ thật không chỉ Thần Thiên Nghiêu ba người, liền là Quân Nhược Hoan cũng hết sức kinh ngạc Tu La Điện thực lực. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thập đại Diêm La Điện điện chủ rút thăm. Ngay từ đầu, Quân Nhược Hoan còn coi là mấy người là ở nháo chơi vui đây này, nhưng đến cuối cùng mới biết được, bọn họ lại là tại rút thăm, rút đến ký người, liền có thể xuất thủ đối phó Thiên Âm Tông. Lúc ấy Quân Nhược Hoan cũng bị bọn họ cử động cho sợ ngây người, đây chính là Thiên Âm Tông a, bọn họ vậy mà giống như trò đùa. Thẳng đến hiện tại, hắn mới biết được. Nguyên lai tất cả đều đang Tiêu Phàm trưởng khống bên trong. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi, tùy thời chuẩn bị tiếp viện bọn họ. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời thu liếm tâm thần, nhìn về phía Tiêu Phàm, cung kính nói, là, công tử. Tiêu Phàm mỉm cười, cái này tiếu dung nhường đám người như gió xuân ấm áp, nhưng mà, xem ở Hàn Lê cùng Quân Nhược Hoan bọn họ trong mắt, lại là bỗng nhiên dùng mình một cái. Lúc này Tiêu Phàm còn cười được, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy có nắm chắc sao? Tiểu Ngũ, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía chuẩn bị tu luyện quan Tiểu Thất nói, nơi này linh hồn chi lực ẩn chứa huyết tinh chi khí, tạm thời không thích hợp ngươi tu luyện. Tam ca, ta biết rõ. Quan Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn là như thế tôn trọng. Dù là Tiêu Phàm có thể nhất niệm ở giữa trưởng khống giả hơn vạn người tính mệnh, trở thành đứng đầu một thành. Nhưng đối đãi huynh đệ mình, vẫn là như cùng đi ngày một dạng. Bất quá Hàn Lê cùng Quân Nhược Hoan có thể không nghĩ như vậy, Tiêu Phàm lúc này vậy mà còn có thể lo lắng huynh đệ mình tu luyện vấn đề, cái này cần bao nhiêu tự tin a? Lão đại, người thay ta nhìn một chút, chỗ nào không địch lại, liền để Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn họ đi nơi nào trợ giúp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lăng Phong nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng đi đến một bên. Đám người lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm dưới chân lại có một đạo thần bí phù văn, trán phong yếu ớt quang mang. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm có thể trưởng khống đệ nhất thành tất cả, liền là bởi vì cái này phù văn tồn tại. Tốt, Lăng Phong tự nhiên là sảng khoái đáp ứng rồi, không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm vừa mới chỗ đứng địa phương. Nơi này nhiều người như vậy, Tiêu Phàm duy chỉ có nhường hắn Lăng Phong đứng ở chỗ này, không hề nghi ngờ. Đây là Tiêu Phàm tin tưởng hắn cái này đại ca, xem như đại ca, lại làm sao có thể cự tuyệt đâu. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi vào một bên Quân Nhược Hoan trên người. Quân Nhược Hoan, hiện tại có một cái cơ hội, để ngươi hoàn toàn khôi phục thương thế, bất quá quá trình có thể có chút thống khổ,
nhưng cũng có thể để ngươi thực lực càng tiến một bước, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm một cái. Ta nguyện ý, Quân Nhược Hoan nghe vậy, chỗ nào hay là do dự, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Những ngày qua Tiêu Phàm đối với hắn thương thế một mực chẳng quan tâm, Quân Nhược Hoan còn coi là Tiêu Phàm cũng đã quên đi đây này, không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn nhớ được. Ngươi đừng vội đáp ứng, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói. Điện chủ là sợ ta khôi phục thương thế sau đó, liền ly khai Tu La Điện sao? Quân Nhược Hoan sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thần sắc biến vô cùng phức tạp. Ngươi chuẩn bị ly khai, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan buồn bực, chẳng lẽ ngươi lo lắng không phải việc này? Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải lo lắng việc này, cứu ngươi, là ngươi ta ở giữa duyên phận. Huống chi, ngươi nếu gia nhập Tu La Điện, ta tự nhiên tin tưởng ngươi làm người, chỉ cần ngươi không có rời khỏi Tu La Điện, cho dù ngươi tiến về chân trời góc biển, cũng vẫn là Tu La Điện người. Ta, Quân Nhược Hoan trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, so tóc chua, trong lòng có chút hổ thẹn. Tốt, nam tử hán đừng bà mụ mụ, đã ngươi nguyện ý thử một lần, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn Tiêu Phàm liền là như thế. Ngươi đem ta làm chính mình người, ta tự nhiên cũng đem ngươi coi chính mình người, ngươi nếu là không đem ta làm chính mình người, vậy ngươi cầu ta cũng vô ích. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lật ra bàn tay, một khối đá ẩm vang rơi xuống đất, nhấc lên một trận cho bụi. Đám người nhao nhao phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy thạch đầu mới điêu khắc lít nha lít nhít đường vân, vừa lúc có thể dung nạp một người tả hữu. Ngồi đi lên, Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái đi tới, nếu như nói trước đó hắn đối Tiêu Phàm còn rất lớn đề phòng, nhưng là hiện tại, hắn đối Tiêu Phàm đề phòng cũng đã hạ xuống thấp nhất. Bởi vì, hắn thực sự nghĩ không ra, lấy Tiêu Phàm năng lực cần lợi dụng bản thân cái gì, bản thân chỉ bất quá là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Coi như khôi phục thực lực, cũng nhiều nhất chỉ là thiên thần cảnh tu vi. Nhìn thấy Quân Nhược Hoan ngồi xuống. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu nói, Thần Thiên Nghiêu, ngươi cho ta áp chế hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn loạn động. Quỷ Thiên Cửu, qua một lúc ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Là, điện chủ, hai người gật gật đầu, chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào cứu Quân Nhược Hoan. Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, từng cây kim châm thế mà lơ lửng tại hư không, hết thảy có 9 cái. Mỗi một cây đều dài đến 3 tấc có thừa. Ngươi kinh mạch bị hao tổn, lần trước ta cũng đã giúp ngươi khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại thay ngươi khôi phục thần lực hải, và khu trừ thể nội độc tố. Kiên nhẫn một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, 9 cái kim châm đột nhiên chán phóng chói mắt quang mang, giống như lợi kiếm đồng dạng gào thét mà ra, từ 9 cái phương hướng phóng tới Quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan nhìn thấy cái kia 9 cái kim châm bay vụt mà tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, bản năng muốn phản kháng, nhưng mà, hắn hồi tưởng lên Tiêu Phàm lời nói, vội vàng khắc chế bản thân. Tiêu Phàm nếu quả thật nghĩ giết hắn, căn bản không dùng đến phiền toái như vậy. Phốc phốc phốc, mấy tiếng giòn vang, 9 cái kim châm đột nhiên xuất vào Quân Nhược Hoan thể nội, đỉnh đầu 3 cây, ngực 3 cây, phía sau cũng đồng dạng cắm 3 cây. 9 cái kim châm nhập thể. Quân Nhược Hoan thể nội thần lực bắt đầu biến vô cùng nóng nảy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, gân xanh bỗng nhiên bạo khởi. Đồng thời, Quân Nhược Hoan trên người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, thậm chí bên ngoài thân đều phù hiện ra một đoàn hắc sắc khí diễm, giống như đao cương đồng dạng sắc bén vô cùng. Điện chủ, hắn thần lực hải bạo động, tiếp tục như vậy, chẳng phải là tương đương với tự bạo. Thần Thiên Nghiêu thấy thế, sắc mặt đại biến. Quân Nhược Hoan thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong a, nhưng hắn tự bạo, người ở đây đoán chừng mỗi một cái có thể sống sót, dù sao bọn họ giờ phút này cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Không hiểu liền đi một bên, đừng ở đây bên trong kỳ kỳ oai oai. Tiểu Kim dày một tiếng, lạnh như băng nhìn xem Thần Thiên Nghiêu, quan tiểu thất sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ở bọn họ nhìn đến, ai cũng có thể hoài nghi Tiêu Phàm, nhưng thân làm Tu La Điện người. Tuyệt đối không thể. Thần Thiên Nghiêu nhíu mày, trên người một cỗ như có như không khí thế tản ra, nếu như là Tiêu Phàm trách mắng bản thân, hắn sẽ không để ý, dù sao Tiêu Phàm thực lực cũng đã không kém với hắn,
hắn cũng thần phục Tu La Điện. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không cho phép những người khác khinh thường bản thân, dù là đó là Tiêu Phàm huynh đệ. Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lúc này, Tiêu Phàm quay đầu trừng Thần Thiên Nghiêu một cái. Lời này vừa nói ra, Ảnh Phong, Phong Lang, Diệp Trường Sinh đám người khí thế toàn bộ đều tập trung vào Thần Thiên Nghiêu, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không dám, Thần Thiên Nghiêu mí mắt cuồng loạn, vội vàng nói ra. Quỷ Thiên Cửu âm thầm lắc đầu, Thần Thiên Nghiêu vẫn là quá nhỏ dò xét Tiêu Phàm huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm, nếu như ngươi Thần Thiên Nghiêu không phải thực lực cường đại một chút, đoán chừng Tiêu Phàm đều sẽ không thu phục ngươi. Điểm này, Quỷ Thiên Cửu so Thần Thiên Nghiêu nhìn minh bạch, hắn rõ ràng bản thân lập trường, Thần Thiên Nghiêu nếu là dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ, hạ chàng tuyệt đối sẽ thảm. Đã ngươi không nguyện ý, Tiểu Kim, Tiểu Ngũ, các ngươi tới giúp ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thần Thiên Nghiêu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn như cũ không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói. Thần Thiên Nghiêu lui sang một bên, hắn thế mới biết, hắn tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ địa vị, vĩnh viễn cũng sẽ không có Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất bọn họ trọng yếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất, đây chính là cùng Tiêu Phàm đồng sinh cộng tử huynh đệ, không biết thay Tiêu Phàm chảy bao nhiêu huyết. Hắn Thần Thiên Nghiêu đây này, đã từng vẫn là Tiêu Phàm địch nhân, thậm chí nhiều lần nghĩ giết chết Tiêu Phàm không có giết hắn, ngược lại mời hắn trở thành Tu La Điện phó điện chủ. Nhưng hắn Thần Thiên Nghiêu lại quyết tuyệt, nếu không mà nói, hắn hiện tại đã là Tu La Điện phó điện chủ. Muốn so phía dưới, chính hắn cùng Tiêu Phàm huynh đệ so sánh, lại tính là cái gì đâu. Huống chi, hắn liền Tiêu Phàm cũng hoài nghi, bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra hắn cùng với Quan Tiểu Thất bọn họ ở giữa chênh lệch, chí ít, nhân gia huynh đệ là có thể đem sinh tử giao cho đối phương, nhưng hắn Thần Thiên Nghiêu có thể sao? Nghĩ vậy, Thần Thiên Nghiêu bình phục một cái suy nghĩ, bản thân có thể trở thành Tu La Điện hộ pháp, có lẽ đã là một loại vinh hạnh. Tiêu Phàm lại không tại để ý tới Thần Thiên Nghiêu, mà là đắm chìm trong Quân Nhược Hoan thương thế bên trong. Giờ phút này, Quân Nhược Hoan trên người khí thế cũng đã nhảy lên tới một cái cực điểm, thể nội thần lực điên cuồng phun trào, tựa như tùy thời muốn phá thể mà ra một dạng. Nhưng là quỷ dị là, cỗ lực lượng kia quả thực là bị chín cái kim châm áp chế ở Quân Nhược Hoan thể nội, không có ly thể mảy may. À, Quân Nhược Hoan rốt cục tiếp nhận không được cái kia thần lực bạo động thống khổ, bắt đầu gào thét. Loại đau khổ này, đám người không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn họ biết rõ. Thần lực đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch, lôi xé kinh mạch lúc đau đớn, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đám người có thể nhìn thấy, tại Quân Nhược Hoan bên ngoài thân, vậy mà thẩm thấu ra từng đạo hắc sắc dịch thể, tản ra một cỗ nồng đậm tanh hôi vị. Xì xì hắc sắc dịch thể rơi tại mặt đất phía trên, vậy mà phát ra một trận ăn mòn thanh âm, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là nọc độc. Loại độc này dịch thậm chí ngay cả mặt đất nham thạch đều có thể ăn mòn, Quân Nhược Hoan vậy mà có thể bất tử, đây quả thực liền là một kỳ tích. Cưỡng ép vận chuyển thần lực hải, đi qua cái kia chín cái kim châm hình thành đặc thù bình chướng lúc, đem nọc độc loại bỏ đi. Cái này đối nhân thể hiểu rõ, cùng đối thần lực và linh hồn khống chế cũng không phải đồng dạng tỉ mỉ a. Quỷ Thiên Cửu thời khắc chú ý đến Quân Nhược Hoan trạng thái, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nói chung, thần lực hải bạo động, trừ phi thực lực cường đại mấy cái cấp độ, không thì là tuyệt đối không có khả năng áp chế ở một cái thần lực hải bạo động người. Tiêu Phàm bây giờ cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết là không thể áp chế Quân Nhược Hoan, nhưng Tiêu Phàm lại làm được, hiển nhiên là dựa vào cái kia chín cái kim châm mới đạt tới cái này một bước, đủ để chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thần lực bạo động, vậy mà không có phá hư Quân Nhược Hoan kinh mạch và linh hồn. Đây chính là lực khống chế thể hiện. Chiêu này, dù là hắn Quỷ Thiên Cửu nắm giữ thiên thần cảnh thực lực, cũng không thể làm được. Quảng trường bên trên mới yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được Quân Nhược Hoan phát tiết gào thét thanh âm, bất quá có Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm hợp lực áp chế, Quân Nhược Hoan thân thể lại là không thể động đậy mảy may. Không sai biệt lắm một chén trà thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên. Quân Nhược Hoan bên ngoài thân hắc sắc nọc độc trong nháy mắt biến mất, tức khắc lộ ra một trương trắng bệch mặt. Tiêu Phàm đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, rơi vào Quân Nhược Hoan tỏa hạ tảng đá bên trong, một thoáng thời gian,
thạch đầu mới Đường Vân tức khắc sống lại. Sau một khắc, nhưng đám người kinh ngạc sự tình đã phát sinh, lại là nhìn thấy thạch đầu mới tản ra từng đạo gợn sóng. Ngay sau đó, bốn phía cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà tới, tụ vào Quân Nhược Hoan thể nội. Tụ linh trận, Quỷ Thiên Cừu lúc này mới minh bạch những tảng đá này tác dụng, có cái này trận pháp tại, Quân Nhược Hoan kinh mạch và thần lực hải sẽ lấy được thần linh chi khí thoải mái, đoán chừng không cần bao lâu thì sẽ khôi phục. Quả nhiên, vẻn vẹn chốc lát thời gian, Quân Nhược Hoan liền mở ra hai mắt, khí thế mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng đám người có thể cảm nhận được hắn khí chất có chút bất đồng. Đột phá thiên thần cảnh, Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan nói. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, còn chịu nổi. Chịu nổi, Quân Nhược Hoan khẽ cắn môi. Tiếp xuống thống khổ, thế nhưng là so vừa mới muốn thống khổ gấp bội, thậm chí mấy chục lần, người cần phải làm tốt chuẩn bị. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Đám người nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, so vừa mới thống khổ đều muốn mãnh liệt mấy chục lần, cái này thực sự là người có thể tiếp nhận sao? Hiện tại liền bắt đầu, ta sợ ta qua một lúc thật sự sợ rồi. Quân Nhược Hoan cắn răng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói tiếp xuống, muốn chữa trị là ngươi linh hồn, cùng, ngươi mệnh cách. Cho nên, ngươi nhất định phải hoàn toàn chạy không tâm thần, mệnh cách không nên phản kháng. Linh hồn, mệnh cách, đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Quân Nhược Hoan là linh hồn cùng mệnh cách bị hao tổn? Linh hồn bị hao tổn, còn có phương pháp có thể chữa trị, có thể mệnh cách bị hao tổn, không phải nói là rất khó khôi phục sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đã tìm được chữa trị mệnh cách phương pháp cùng thủ đoạn? Quân Nhược Hoan lần này lại là không có bất cứ chút do dự nào nhẹ gật đầu, đối Tiêu Phàm đã có loại phát ra từ phế phủ tín nhiệm. Tiêu Phàm thấy thế, mỉm cười, trước đó hắn nói không có cách nào chữa trị Quân Nhược Hoan, chủ yếu có ba điểm, một là hắn thực lực không đủ, hai là Quân Nhược Hoan không tín nhiệm hắn, ba lại là không có chữa trị mệnh cách đồ vật. Hiện tại, Tiêu Phàm cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, đối chiến cổ thần cảnh không nói chơi, thực lực miễn cưỡng đủ. Đồng thời, Quân Nhược Hoan cũng đã tín nhiệm hắn, tại trị liệu quá trình bên trong tự nhiên sẽ không phản kháng hắn, linh hồn cùng mệnh cách chính là cực kỳ huyền diệu, một khi phản kháng, cho dù Tiêu Phàm cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chữa trị mệnh cách đồ vật. Đây cũng là đám người tốt nhất kỳ, Tiêu Phàm rốt cuộc muốn dùng cái gì tới sửa phục tính cách đâu. Hô, đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt, đương nhiên, làm người ta chú ý nhất lại là người tới trong tay hai mai tinh thể. Thần cách, là cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê liếc mắt liền nhận ra. Công tử, may mắn không làm nhục mình, cũng đã làm thịt hai cái. Người tới, hậm hực cười nói, cung kính đem hai mai thần cách đưa cho Tiêu Phàm, không phải kẻ khác, chính là Trọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiếp nhận hai mai cổ thần thần cách, sau đó bàn tay mở ra, lại có một mai thần cách hiện lên ở lòng bàn tay. Lại một mai cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê lần này thật chấn kinh rồi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ công tử là muốn dùng ba cái cổ thần thần cách tu bổ hắn mệnh cách? Cái này đại giới cũng quá lớn a, lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này thật tồn tại. Quỷ Thiên Cừu cũng là con người hơi hơi co rụt lại, chấn kinh vô cùng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này hắn từng nghe nói qua, chính là dùng cái khác mệnh cách, đi sửa bổ một cái khác mệnh cách. Loại thủ pháp này 10 phần hà khắc, đệ nhất, nhất định phải thi triển lấy mệnh bổ mệnh người đối mệnh cách hết sức quen thuộc, nếu không vô cùng có khả năng tổn hại bị tu bổ người. Đệ nhị, bị dùng để tu bổ mệnh cách nhất định phải mạnh hơn nhiều bị tu bổ mệnh cách, hơn nữa khả năng cần mấy cái mệnh cách. Hắn càng chấn kinh là, Tiêu Phàm vậy mà nguyện ý tiêu phí dạng này đại giới, đi cứu một cái vừa mới gia nhập tu la điện người. Điện chủ, ta không thể nhận. Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đứng dậy, hắn rõ ràng, ba cái cổ thần thần cách đối với tu la điện tới nói đại biểu cho cái gì. Nếu có người trực tiếp luyện hóa mà nói, tu la điện khả năng liền trực tiếp nhiều ba cái cổ thần cường giả, mà cái này tương đương với hy sinh ba cái cổ thần tới cứu bản thân, cái này đại giới cũng thực sự quá lớn. Quân Nhược Hoan biết rõ Tiêu Phàm cứu bản thân đại giới rất lớn, nhưng là chưa từng nghĩ tới lớn như vậy. Ba cái cổ thần thần cách a, đây nếu là bán ra ngoài,
tuyệt đối có thể thu hoạch được số lớn tài nguyên. Ba cái cổ thần thần cách mà thôi, ta tin tưởng đối với ngươi tới nói không tính việc khó, chờ ngươi cường đại, đưa ta chính là. Tiêu Phàm mười phần bình tĩnh nói. Ba cái cổ thần thần cách, Tiêu Phàm thật đúng là không đặt ở trong lòng, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bản thân luyện hóa, hoặc có lẽ là, Tiêu Phàm từ trên căn bản là xem thường luyện hóa thần cách người. Luyện hóa thần cách cố nhiên dễ dàng đột phá, nhưng sẽ hạn chế một người thiên phú và tương lai. Về phần tu la điện người, nếu như không đến vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không muốn nhường bọn họ luyện hóa thần cách đột phá. Quân Nhược Hoan mí mắt một trận nhảy lên, khác không nói, liền là Tiêu Phàm phách lực này, liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tốt, tương lai, ta nhất định gấp 10 lần, gấp 100 lần báo đáp công tử. Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt, hết sức trịnh trọng nói. Nếu như nói Quân Nhược Hoan trước đó còn có chút đề phòng, nhưng giờ khắc này, Quân Nhược Hoan hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính phục Tiêu Phàm, lên, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu cùng Hàn Lê nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất đồng, mặc kệ Tiêu Phàm có phải hay không cố ý lung lạc lòng người, bọn họ đối Tiêu Phàm đều chỉ có bội phục. Coi như hắn là cố ý lung lạc lòng người, làm cho người khác nhìn, nhưng thủ bút này cũng đã không nhỏ. Có bản sự, người nào dùng ba cái cổ thần thần cách lung lạc một cái chiến thần cảnh tu sĩ a? Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm cũng không chỉ là muốn cứu Quân Nhược Hoan đơn giản như vậy, mà là hắn biết rõ, Quân Nhược Hoan cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như là một cái người bình thường, kinh mạch bị hao tổn, thần lực hải gần như vỡ nát, linh hồn trọng thương, mệnh cách bị hao tổn, tuyệt đối sớm cũng đã chết đến không thể lại chết. Nhưng Quân Nhược Hoan lại có thể còn sống sót, đủ để chứng minh Quân Nhược Hoan bất phàm, đợi một thời gian, Quân Nhược Hoan tuyệt đối có thể đi đến một cái đáng sợ độ cao, đây là Tiêu Phàm vui lòng nhìn thấy. Tu La Điện muốn lớn mạnh, bằng vào chiến hồn đại lục những người này lại làm sao có thể đầy đủ đâu. Mặt khác, hắn cũng có chút tiểu tâm tư, muốn thử nghiệm một cái, lấy mệnh bổ mệnh phải chăng có thể thành công, nếu như có thể, cái kia huyết vô tuyệt khả năng thì có cứu được. Quỷ Thiên Cừu, thay ta đem hắn linh hồn kéo đi ra. Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói, nhìn thấy Quỷ Thiên Cừu có chút do dự, lại nói ta biết rõ ngươi có thể, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Là, điện chủ, Quỷ Thiên Cừu do dự một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hít sâu một cái, Quỷ Thiên Cừu đi đến Quân Nhược Hoan trước người, nhíu mày, sau đó chậm rãi duỗi ra tay phải, hắn tay phải phía trên, lăn lộn hắc sắc phụ khí. Sau một lát, liền ngưng tụ thành một cái quỷ chảo rõ ràng là hư, lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố mà lăng lệ cảm giác. Hồng hộc, đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Quỷ Thiên Cừu tay phải đột nhiên hóa thành một đạo chớp lóe chui vào Quân Nhược Hoan mi tâm, lần nữa lúc xuất hiện. Trong tay hắn cũng đã nhiều một cái bóng mờ. Cái này, đám người bị Quỷ Thiên Cừu chiêu này sợ choáng váng mắt, lại đem Quân Nhược Hoan linh hồn sống sờ sờ bắt ra. Nếu là Quỷ Thiên Cừu châm đối bọn họ, chẳng phải là. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cho dù Quân Nhược Hoan cũng chấn kinh vô cùng, còn người hơi hơi co rụt lại, nhìn chằm chặp Quỷ Thiên Cừu, muốn nói điều gì, cuối cùng lại không có nói ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, hắn hiển nhiên đã sớm biết rõ Quỷ Thiên Cừu nắm giữ dạng này năng lực. Hiện tại giao cho ta, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, bỗng nhiên, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen há miệng bỗng nhiên đem Quân Nhược Hoan cho nuốt xuống. Thí thần tổ thú, Hàn Lê mấy người nhìn thấy bóng đen kia, không khỏi hít một hơi lạnh, dọa đến lui về phía sau mấy bước. Thậm chí ngay cả Thần Thiên Nghiêu cùng Quân Nhược Hoan đều kinh khủng không thôi, chỉ có Quỷ Thiên Cừu coi như bình tĩnh, hắn hiển nhiên sớm sẽ biết Tiêu Phàm nắm giữ thí thần sự tình. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người kinh ngạc, trực tiếp đem ba cái cổ thần thần cách ném vào thí thần thú trong miệng. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không cần thí thần bại lộ trước người, hắn làm như thế, cũng là vì trấn nhiếp Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu ba người mà thôi, nhưng bọn họ minh bạch bản thân vị trí. Nhìn thấy thí thần thú thân ảnh, Hàn Lê vẫn là phát ra từ nội tâm kính sợ, đây chính là thần thú bảng xếp hạng bên trên thứ 19 tồn tại A, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, đều là cao cấp nhất.
Hàn Lê lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm là cái dạng gì quái vật, người như vậy, cũng không phải bản thân có thể đắc tội. Ảnh Phong huynh, Phong Lang huynh, Diệp huynh, Đệ Tam Điện, Đệ Lục Điện cùng Đệ Bát Điện phương hướng, Thiên Âm Tông người bắt đầu điên cuồng phản công. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Ảnh Phong, Phong Lang cùng Diệp Trường Sinh ba người nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, sau đó hướng về phía Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng hiểu ý gật gật đầu, ba người lúc này mới rời đi. Mặc dù Tiêu Phàm cùng Hàn Lê, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu đều ký kết chủ phó khế ước, nhưng là người nào biết rõ bọn họ có thể hay không đối Tiêu Phàm xuất thủ, đồng quy vu tận đâu. Quỷ Thiên Cửu chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, bọn họ hiển nhiên còn không có giành được Tu La Điện các vị Diêm La Điện chủ tín nhiệm. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, bọn họ căn bản không có quá nhiều thành tích, đối phương lại dựa vào cái gì tin mặc cho bọn hắn đâu. Mấy người chỉ có thể đứng ở một bên vì Tiêu Phàm hộ pháp, theo lấy thời gian chậm rãi xói mòn, đệ nhất thành bên trong cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ là chân trời ngẫu nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, trận này chiến đấu, cơ bản liền là một mảnh ngược lại ám sát, căn bản không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tu La Điện có thể tùy tiện phát hiện Thiên Âm Tông tu sĩ vị trí, mà Thiên Âm Tông lại hai mắt biến thành màu đen, lại làm sao có thể là Tu La Điện đối thủ đâu. Sau ba canh giờ, đệ nhất thành triệt để yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm, Chọc Thiên Hồng lẩm bẩm nói, sau đó bỗng nhiên bị Tiêu Phàm động tác hấp dẫn. Chỉ thấy Tiêu Phàm phía sau thí thần thú hư ảnh đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo linh hồn hiển hiện, so với trước đó nhìn qua muốn phong phú rất nhiều. Lờ mờ có thể nhìn thấy cái này một đạo linh hồn trong mi tâm, lơ lửng một mai mượt mà hoàn mỹ tinh thể. Tản ra từng đạo ánh vàng rực rỡ quang mang. Tốt, Quỷ Thiên Cửu kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan linh hồn bên trong cái viên kia mệnh cách. Nguyên bản hắn còn muốn tận mắt nhìn xem cái kia lấy mệnh bổ mệnh thủ pháp, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhường thí thần nuốt vào Quân Nhược Hoan linh hồn sau đó, liền đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tới phiên ngươi, Tiêu Phàm nhìn xem Quỷ Thiên Cửu nói. Quỷ Thiên Cửu gật gật đầu, một mực hắc chảo bọc lấy Quân Nhược Hoan linh hồn. Nhanh chóng đưa vào Quân Nhược Hoan thể nội, sau một khắc, Quân Nhược Hoan trên người tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức, ẩn ẩn có loại muốn vượt qua thiên thần cảnh xu thế. Nếu như không phải là bị trận pháp áp chế, hắn tuyệt đối có thể đột phá thiên thần cảnh, mà lại còn xa xa không chỉ thiên thần cảnh tiền kỳ. Đa tạ công tử, Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đi đến Tiêu Phàm trước người, cung kính bái nói. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay cười nói, nhưng mà lời còn chưa dứt. Hắn thanh âm lại két két mà dừng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tập trung vào Tu La Phong đỉnh. Tự tìm cái chết, Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu đám người nhao nhao hét lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy một đạo to lớn trưởng cương từ trời đè xuống. Mấy người không chút do dự đánh ra từng đạo lăng lệ công kích, hướng về không trung cái kia trưởng cương oanh sát mà đi. Bành bành bành, nhưng mà... Đám người công kích đánh vào cái kia trưởng cương phía trên lúc, vậy mà trực tiếp nổ lên, mà cái kia trưởng cương, lại là không chút nào động. Cái gì, đám người ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, bọn họ mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối phương mà thôi không có khả năng so bọn họ mạnh mới đúng a. Ha ha, lần này, các ngươi chết chắc, đều cho bản tông chủ chết đi. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu từ phía chân trời truyền đến. Thanh âm tràn đầy vô tận sát ý, lực lượng cuồng bạo ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Âm Tuyệt, ngươi làm sao đến nơi này, mà lại còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lăng Phong một mặt không tin nhìn xem không trung, quanh thân Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy, quay cuồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.